Cho nên mỗi ngày đi qua là mỗi ngày mình thấy mình đi dần tới cái bế mạc. Cũng giống như mỗi ngày đi qua là mình thấy rằng mình đi dần tới cái chỗ già, chỗ chết. Thí dụ như bây giờ đại chúng mình sống trong chùa đây mấy ngày, mình nói trời ơi sao 10 ngày tôi thấy nó dài lê thê, là tại vì mình không chấp nhận được cái hoàn cảnh. Cho nên cái chữ nhẫn á, không phải chỉ nhẫn giữa con người với con người, mà chúng ta còn phải chịu đựng được hoàn cảnh. Chịu đựng được hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn, chịu đựng con người thì gọi là sanh nhẫn. Người sống ở trên đời này ai mà không cần phải có hai cái đức nhẫn đó, nhẫn giữa con người và nhẫn với hoàn cảnh. Quý vị biết là bây giờ mình giải quyết cho 700-800 người ở làm sao đây, ở ở dưới trại đường, ở dưới cái basement của chánh điện này, rồi mình gọi là cái gì đó, cư xá Trúc Mây Thiện Hòa. Thiện Hòa gần 200 người, tại vì mình có tới ta gần 800 người thì bây giờ phải giải quyết. Đến khi mà mình biết rằng mình thiếu, bắt đầu phải đi mua thêm giường, đi mua thêm nệm. Mà may là năm nay á, mùa đông vừa rồi đó, là kiếm tìm mua được thêm 400 cái mền mà vẫn không đủ. Rồi ngày hôm bữa rồi, sát ngày rồi 2 giờ sáng Pháp Hoa còn chạy về Trúc Lâm đem mền lên nữa mà. Nhưng mà có những người á, người ta đứng ở sân khấu, người ta chỉ kéo màn, người ta pha ánh sáng, người ta nhắc tuồng, mình không thấy được sự họ có mặt của người đó trên sân khấu. Nhưng mà nếu không có những người đó thì cái tuồng hát đó không thể diễn một cách tốt đẹp được. Quý vị biết là phía sau quý thầy, hay là quý vị chỉ thấy có Pháp Hòa, có thầy viện chủ, có vài vị trong ban tổ, nhưng mà có những người, người ta làm những Bồ Tát mật hạnh âm thầm. Họ là những người kình sơn trì sử, biến hư không giới mà không ai thấy. Kình sơn là gì? Khiêng cả cái núi. Trì sử là cầm chỉ một cái chai. Họ khắp hư không này nè, nhưng mà mình đâu có thấy, tại vì 30 mình mới tới, 31 mình mới tới. Nếu mình tới 15, 16 tháng 7, 20 tháng 7 thì mình sẽ thấy những vị gọi là kim căn mật tích kình sơn trì sử biến hư không giới này. Cho nên những cái câu trong kinh đó là sự thật chứ không phải là không có trừu tượng đâu. Rồi bây giờ ví dụ như giờ chỉ cần buổi trưa mình ra mình có tô sạch mình ăn, mà mình đâu biết rằng mình ăn xong mình về phòng mình ngủ trưa thì có những vị người ta phải khiêng nồi, cầm chén, rửa muỗng, rửa đũa, đứng cả giờ, 2 giờ đồng hồ. Có một vị giới tử nữ trong đây mà biết, bà rửa chén đến sốt luôn đó, mới đỡ ngày hôm qua đó. Mà không phải một người mà 2-3 người luôn. Cho nên á, Pháp Hòa nói như vậy không có phải để cho chúng ta feel bad, cảm thấy là mình không phải, Pháp Hòa không có ý đó. Chỉ để cho đại chúng có thêm năng lượng tu hành, chịu khó khắc phục những cái khó, những cái hoàn cảnh bên ngoài, để mà mình đặt cái nguyện của mình lên trên. Mình tới đây tu chứ không phải tới đây để phiền não. Nhiều khi bạn gần với nhau, ngủ gần với nhau, ngồi gần với nhau, chung đụng làm việc với nhau, ít nhiều cũng có một hai cái phiền não. Thôi nhớ những cái đó chỉ là những cái nhỏ nhỏ thôi, không có quan trọng. Vì mình không thể nào bỏ thời gian, sức khỏe, tiền của mình đến đây chỉ để ôm một mớ phiền não rồi đi về. Chờ Pháp Hòa hôm trước, Pháp Hòa có thưa với quý thầy, quý sư cô, xin quý ngài nâng đỡ cho Phật tử. Pháp Hòa trong buổi họp là Pháp Hòa phải thỉnh mời quý ngài chia phiên để mà hướng dẫn cho Phật tử từng chút từng chút. Rồi thậm chí phải thỉnh quý ngài làm cái người đi giám niệm tuần liêu ở trong chùa đó.
Nó có một cái danh từ gọi là tuần lưu. Chữ tuần nghĩa là đi tuần, đi tra, đi thanh tra. Lưu là phòng. Theo cái lệ là mỗi tối đi ngủ á, là phải có một người đi các lưu phòng để nhắc nhở đại chúng không nên nói chuyện, không được làm ồn. Rồi các vị mới bàn với nhau là ngày xưa là mình cầm, ở hồi xưa là người ta cầm cái bọc bảng, cái bảng gỗ á, ta đi ta gõ cốc 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 dọc dọc mấy cái lưu ở trong, mà nghe được tiếng là biết là có người đang canh mình ở trong, ở ngoài á, trong này mà lo mà trùm mình mà ngủ sớm. Bây giờ mình ở đây mình không có cái bảng đó, thôi bây giờ mình thỉnh cái chuông, thay vì mình cầm cái linh mình lắc, thay vì mình cầm cái linh mình lắc, là cầm cái linh mình lắc thì sợ nó cái tiếng nó động nhanh, nó mạnh, nó ồn, thôi giờ đưa cái chuông. Tối hôm qua quý ni sư, quý vị biết là những vị mà đi đó là các bậc ni sư làm viện chủ trụ trì không, chứ đâu phải là những người, những vị sư cô mới tu đâu. Vậy mà qua đến đây là nhận lãnh trách nhiệm đi tuần lưu cho các vị giới tự. Qua hỏi cái chuông, qua đưa cái chuông, đâu chừng nửa tiếng sau thấy quay lại hết trơn. Pháp Hòa hỏi sao ni sư? Dạ thôi con trả thầy, con không làm nữa đâu. Hỏi sao vậy? Con tới con thỉnh chuông cũng nói chuyện bình thường. Rồi hỏi sao nữa ni sư? Trời ơi cái chuông ăn thua gì thầy, con tới ngay giường con nhắc luôn. Giờ từ chối không làm nữa, kham không nổi. Bây giờ mới hiểu là chúng sanh, chúng sanh gì? Không dám đâu. Chữ gì nghĩa là gì? Mày giờ có dễ không? Mình không độ được chúng sanh của mình thì làm sao mình độ được chúng sanh ngoài? Chúng sanh ở trong mình là nó chúng sanh gì? Chúng sanh thích, không phải thích đủ thứ. Mô Phật. Chúng sanh của mình là chúng sanh chưa có thuần. Mình sống theo cái tập khí nhiều quá. Mình sống với tập khí của mình nhiều quá. Tập khí của mình là đi ngủ phải nghe nhạc, nghe cải lương, nằm nói chuyện, không? Cái tập khí của mình là thế này thế kia. Mà bây giờ mình vô đây là mình muốn cắt. Mình đang gieo cái duyên Phật Pháp để mình giảm cái duyên trần tục. Muốn gieo cái duyên này phải giảm cái duyên khác chứ. Chứ bây giờ mà mình đem cả một cái khối duyên đời vô đây nữa thì nó lấn. Mấy cái duyên Phật Pháp này nó mới gieo à, bén nghĩa là mọc mầm còn chưa nữa, thì làm sao nó chịu nổi. Thưa đại chúng, là đặc biệt những vị nào lần đầu tiên mà tới khóa tu thì nhớ là mình là mới có gieo hạt, gieo duyên mà. Còn á, cái mà ở ngoài đời của mình không phải gieo nữa, mà bây giờ nó thành cây rồi, nó thành cây đại thọ rồi. Mình bưng nguyên cái cây đại thọ này vô. Cho nên chỉ cần mình lấn một cái là mấy cái hạt mà mình mới gieo đó, cắt tóc để gieo duyên. Nguyện sống không ưu phiền. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc, bởi vì Pháp Hòa là cái người chịu trách nhiệm. Quý vị biết Pháp Hòa mở khóa tu quý vị mới tới. Vậy thì Pháp Hòa là cái người trưởng ban tổ chức của khóa tu này. Thì Pháp Hòa thấy rằng mình phải có bổn phận chịu trách nhiệm chăm sóc đời sống tu của quý vị. Mà mình có một cái duyên phước lớn là không phải một mình Pháp Hòa nữa, mà bây giờ mình có cả một cái đoàn thể của các bậc tôn đức trưởng thượng. Những vị đó đều đáng là những bậc thầy của mình hết, chứ không phải là huynh đệ nữa. Ngày hôm, quý vị biết ngày hôm qua tối đó là những bậc ni sư không đó, mà nói theo bên tay chư tăng là những bậc thượng tọa, những hàng thượng tọa. Các vị ở bên Việt Nam đó là có dưới tay đệ tử xuất gia hàng chục, hàng trăm. Vậy mà qua đây cầm cái chuông đi có nửa tiếng lại trả.
Cho nên Pháp Hòa xin thưa như vậy, để rồi bây giờ mình á, mình biết mình ham tu lắm, nhưng mà có cái gì đó, cái chúng sanh ở bên trong này nè, nó lấn lướt mình dữ lắm. Nó lấn lướt mình mà nó nhiều khi, đôi khi nó làm mình mất tự chủ. Mình có thể nổi nóng một cái chuyện rất nhỏ, mình có thể nổi bực với một chuyện rất nhỏ. Ví dụ thôi, y thì đắp y là đắp y nhẫn nhục, nhưng mà cái y mà vừa vặn nhất của mình mới để đây giờ đâu mất tiêu rồi. Nội cái chuyện mất dép thôi nha. Có nhiều vị hỏi thầy, thầy ở đây mà có ăn cắp nữa hả? Phó hỏi cái vụ gì? Con mất dép. Nói trời ơi, bây giờ cô nghĩ đi, ai mà chôm đôi dép của cô có lọt được khỏi cửa Tây Thiên không? Không lẽ người ta vô đây, người ta ôm đôi dép, ta chạy bộ đi về. Thì mình mang những cái đôi dép nó thuận tiện quá. Nó thuận đôi dép đó, người ta thuận đi đâu, ta sọt vô ta đi cho nó gọn. Em xin thưa thiệt, em năm đôi dép mất rồi đó. Mà chính vì em bị mất nên đôi dép, cho nên em cũng hấp luôn, ai để sẵn em chịu. Bây giờ tới hồi mà ở trên đây, em đang ở trên chánh điện mà, ở dưới chạy lên, thầy thầy cần thầy dưới, em ra tới là nó đâu rồi. Thôi thì bây giờ con ai sẵn em mượn đỡ. Và khi mà mình bị, trời ơi, không có cái quê nào bị quê nhìn dép. Em bị quê bữa rồi. Bữa nọ chọt cái đôi dép gấp quá, chọt cái đôi dép của một cô, cổ ra cổ nhìn nhìn, thầy thầy đôi dép của con. Xong rồi cổ sợ mình, cổ ngại với mình, cũng phải con xin lỗi thầy, con xin lỗi thầy, tại con có đôi này. Pháp Hòa cũng an ủi lấy mình, dạ không sao, lấy đồ người ta bị nhìn là phải. Thật sự ra nhiều khi mình nghĩ giờ 800 người này như người nhà vậy đó. Nhiều khi cái tâm mình nghĩ đơn giản vậy, bây giờ vô trong này mình ở, mình sống như một người nhà với nhau rồi. Thấy không? Chị Tư mượn đỡ đôi dép chị Tám. Trời ơi, em út mà mượn đôi dép của chị mà chị cũng la nữa. Đại khái vậy. Cho nên thật sự là Pháp Hòa mới nói là không có mất ở đâu hết á. Chẳng qua là có những đôi dép của mình mang nó rất là thuận để người ta xỏ vô khi người ta cần đi. Mà thưa đại chúng, mà bây giờ thôi đừng nói mà mình là nào là 2-3 cái cư xá, rồi nào là 3-4 nơi. Cái 3 cái cửa chánh điện này thôi là đi kiếm dép cũng phát mệt rồi đó. Hồi nãy tôi nhớ tôi vô cửa trước mà. Mà sao giờ nằm cửa sau? Và nhiều khi tôi nhớ tôi vô cửa sau mà sao giờ nằm ở bên cái cha bếp, thấy không? Thành thử ra khó lắm. Cho nên thưa đại chúng là nếu như mà mình chưa có chăn được cái chúng sanh tâm của mình, cho hồi sáng mình đọc kinh Kim Cang đó, các vị Bồ Tát mà độ chúng sanh vô lượng vô số mà không thấy một chúng sanh nào mình độ, như thế mới gọi là thật độ chúng sanh. Nói về cái hình tướng bên ngoài thì mình giúp đỡ cho bao nhiêu người mà mình không thấy có người nào mình giúp, tại vì tất cả đều là những người mà khi tới mình có khả năng, đủ duyên, đủ hoàn cảnh mình giúp.
rồi xong. Giống như ngày hôm bữa 31 tay trên này xong rồi là nó quá bận đi. Vậy mà có một số các vị không có lo được cái y, chưa có cái y, dẫn qua bên phòng bên kia thì nó nghẹt phòng ở bến hết, mà người làm thì có 2-3 người thôi. Cuối cùng Pháp Hòa phải nhào vô phụ. Mà bây giờ Pháp Hòa, quý vị hỏi Pháp Hòa chứ, ví dụ bây giờ bữa nào mà cái cô đó hay cái chú đó gặp lại Hòa, thầy thầy nhớ con không? Hỏi vụ gì? Thầy giúp con kiếm y á. Em chẳng nhớ ai hết. Tại vì lúc đó là chỉ chú tâm tới làm sao kiếm tấm y vừa kích thước người đó là xong. Cho nên mình độ tất cả mọi người, nếu người đã đến với mình, gặp lúc, gặp duyên, khả năng mình cũng có, cứ giúp mà không cần phải ghi dấu gì hết. Đó là mình nói về bên ngoài. Nói về bên trong, một ngày mình có đếm là mình đã sân bao nhiêu lần mà mình độ cái chúng sanh sân của mình bao nhiêu lần không? Không có, không có nhớ. Bởi vì mình nổi giận nhiều quá rồi riết cũng chẳng đếm nổi nữa. Cho nên có những chúng sanh ở trong người mình, có ai mà bây giờ nhớ bảo đảm là tôi sống được tới bây giờ 60 tuổi tôi đếm là tôi độ được 70 lần sân không? Sân vô cùng, si vô cùng, tham vô cùng. Cho nên cứ hỏi khởi lên là mình độ nó. Cho nên mấy ngày nay đó, quý thầy quý cô độ mình, mình chịu khó độ chúng sanh trong mình chút. Bởi vì quý thầy quý cô là người đang thực tập cho mình hạnh cái tướng oai nghi của người tu. Cho nên thấy mình chưa thuần thì các vị nhắc cho mình thuần. Bây giờ các vị chỉ thấy được cái tướng mình thôi. Đi ngang thấy mình đi nhanh. Giống như có một cô Phật tử cũng nói, trời ơi cái năm đầu tiên của qua của tu 3 ngày là cũng muốn đi về rồi. Chương trình thì liên tục mà lại không cho đi nhanh. Từ phòng này qua phòng kia beng 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 là tới giờ rồi. Mình mới vừa mặc áo vô đi nhanh cái gặp thầy Pháp Hòa cũng đi chậm chậm. Cái tôi phải chậm theo. Lại khá vậy. Mình đều gặp thầy Pháp Hòa mà quý vị còn than chậm, mà gặp thầy Pháp Ân quý vị làm gì? Mà quý vị biết là thầy Pháp Ân là cái gì thầy cũng hơn Pháp Hòa hết đó. Bệnh cũng bệnh hơn, chậm cũng chậm hơn, run cũng run hơn, già cũng già hơn, xấu cũng xấu hơn nữa hả? Cái đó quý vị nói à, em chỉ mồi lửa thôi. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn nhắc là cái chữ nguyện đó. Có nhiều vị nguyện bao nhiêu năm đến khóa 15 mới được đi. Thì cho nên khi mà cái chữ nguyện nó ở trước mặt mình rồi thì những cái khác nó râu ria. Nó chỉ là những cỏ, những ngọn cỏ nhỏ chứ nó không thể là những đại thụ nó cản trở mình được. Cho nên cái chướng ngại á, dẹp được mà cái chướng nạn thì hơi khó. Chướng ngại là những cái gì nó cản trở mình, nó ngăn ngại mình bước xuống mình dỡ nó ra. Nhưng mà cái chướng nạn là nó nằm ở trong. Có nhiều khi cái người đó chẳng là cái gì, nhưng mà bực họ rồi là mình ngồi ăn cơm, mình thấy thay vì mình ngồi ngang với họ là mình muốn ngồi chung dãy thôi để khỏi ngó. Thì cái người đó bây giờ trở thành ra cái chướng nạn của mình rồi đó. Cho nên mình không khéo á, mình chánh niệm không đủ, định lực không đủ, tuệ giác không đủ, thì mình sẽ biến cái tu của mình nó thành ra cái tù. Cái hạnh phúc của mình nó trở thành ra khổ đau. Lẽ ra mình đến hạnh phúc mà bây giờ rốt cuộc hạnh phúc đâu không thấy, mà mình thấy khổ đau, mà mình lại vô tình mình để những cái vặt vãnh, những cái lõ nhỏ đó nó làm khổ mình. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ một chút khó khăn này, dù bất cứ cái gì nó xảy đến mà mình không chấp nhận được thì cái đời tu này chướng duyên nó còn cỡ nào nữa.
Cho nên mình nhờ như vậy cái tâm mình nó vững lên, gọi là vững tâm kiên trì. Khi mình đắp chiếc y á, mình phải nhớ đây là y nâu. Chiếc y này nhắc nhở mình chịu đựng. Bởi vì chữ ca sa nghĩa là hoại sắc, người Trung Hoa dịch là bất chính sắc. Không có cái sắc nào là chính hết, không có màu nào chính hết. Vàng không vàng, đỏ không đỏ, là nói màu hỗn tạp. Cho nên người tiếng Phạn gọi là ca sa, người Trung Hoa dịch là hoại sắc. Cái sắc này nó bị hoại đi, hay là nó không thuần túy một màu nào, cho nên gọi là bất chính sắc. Và đắp y này tượng trưng cho đất, vì đất có thể chịu đựng tất cả nước dơ, nước sạch. Và đất là nơi để mọi thứ nương tựa. Quý vị nhìn, có cây nào trồng mà khỏi mặt đất không? Có cái nhà nào xây dựng mà không mà khỏi mặt đất? Cho nên muốn làm cái gì cũng phải nương vào cái mặt đất này. Cho nên cái mặt đất đó tượng trưng cho tâm của mình. Tâm đó vững chãi, tâm đó kiên trì. Cho nên Đức Quan Âm á, Tam Thân á, một tay ngài cầm Bát Nhã Tâm Kinh, tượng trưng cho trí tuệ. Một tay ngài bắt cái ấn kiên định. Người có được cái lực kiên trì thì có được trí Bát Nhã. Người có được cái đức vô úy thì mới có thể vận chuyển pháp luân. Vô úy là gì? Là không có sự sợ hãi. Trong kinh Đức Phật nói, có nhiều người mà sắp sửa đi đánh giặc, đang ngồi trong bàn tán đồ hình đánh trận, tự nhiên lính chạy vô: dạ bẩm quan, bên kia giặc có 100.000 người. Bắt đầu run rẩy. Lát sau: bẩm quan, 150.000 người. Bỏ kiếm. Dạ 200.000 người. Bỏ chạy. Thì Phật nói người tu mình không khéo y chang như cái anh dược, anh lính mà sợ, nghe khó khăn rụt lui hết, không dám tiến bước. Cho nên á, mình phải biết rằng á, tại sao người đi tu xuất gia phải phủi tóc? Bởi vì cái căn bản tóc là rối rắm, là phiền não. Thứ hai là chúng ta cũng muốn sống cuộc sống giản dị. Cái gì nó không cần thiết, chúng ta phải giản dị. Thì bây giờ cũng vậy, đơn giản. Sống đơn giản, ăn đơn giản, ở đơn giản. Hôm rồi á, ngồi nói chuyện với mấy chú, thường thường chiều ăn cơm với mấy chú, mà hôm nào đông đủ, Pháp Hòa có gì nhắc, Pháp Hòa hay chờ buổi chiều. Thầy Pháp Hòa mới nói với chú, có nhiều lúc á, thầy ngồi, thầy quán chiếu, thầy thấy có một cái điều lạ, mà mình tức cười cho con người mình. Có thể một tuần lễ mình chưa hề bước lên chánh điện một ngày, một buổi, mà cái nhà vệ sinh không người nào không vô đó 2 lần một ngày. Có nhiều khi mình là người tu nè, cả ngày không bước lên chánh điện. Có nhiều khi một tụng kinh, một cả tuần lễ mình không có thời kinh. Vậy mà cái nhà vệ sinh đó không người nào mà từ chối. Cái chỗ đó không ai một lần phải 2 lần vào, ít nhất 2 lần vào. Bây giờ quý vị nghiệm có phải không? Thế thì đời sống con người của mình, mình bận rộn cho cái gì? Ăn, ở, vệ sinh, 3 cái đó thôi. Mà trần ai khoai củ? Nguội một chút mình cũng phiền, cay một chút mình cũng không thích, mặn một chút mình cũng la, vân vân, đủ thứ hết. Thật sự nha, những cái đó không có tội lỗi gì hết.
Nhưng mà nếu chúng ta là người có tu thì chúng ta sẽ nhìn lại. Bởi vì cái trách nhiệm quan trọng của người tu là gì? Là phải nhìn lại mình, phản quan tự kỷ bổn phận sự. Đó là câu nói của một thiền sư Việt Nam chúng ta. Phản quan tự kỷ bổn phận sự. Phản quan tức là soi lại. Tự kỷ là chính mình. Bổn phận sự là đó là phận sự của mỗi người chúng ta. Chờ một hôm mà Pháp Hòa thấy à, ngộ ha. Cái nhà đó mà không vô chết chắc à. Vậy nên Pháp Hòa mới thật sự mà nói vậy là Pháp Hòa rầy mấy chú vấn đề vệ sinh, chùi rửa thôi. Nhiều khi đi nhưng mà lười chùi rửa, clean up, dọn dẹp. Thì Pháp Hòa mới nói cái chỗ đó là cái chỗ ngày nào mình cũng vào, cho nên không thể để bừa bãi dơ dái được. Nhiều khi mình cũng có lỗi không? Mình là Phật tử mà nhiều khi cả ngày mình không gặp Phật, cả tuần mình không gặp Phật. Nhưng mà ngày nào mình phải vào đó. Rồi xin lỗi, nhiều khi mà gấp đi quá mà bước vô trong đó, cái mùi nó khủng khiếp quá, cũng phải dẫn thần thông ngồi trong đó. Có không? Có chứ. Thưa đại chúng, những lúc như vậy Pháp Hòa không có phiền hà vậy, mà Pháp Hòa quán chiếu để mình tu. Thì Pháp Hòa quán chiếu là bây giờ nè, cái chỗ nó hôi vậy nè, mà bây giờ mình cũng muốn gấp, mình gấp lắm nè, không lẽ gì cái hôi này mình không chịu đựng nó, thôi nín thở, miễn sao nhẹ bụng tốt. Không, nhiều khi mình tu là mình phải, nhiều khi mình chịu đựng được một chút như vậy để mình được một cái gì đó. Những lúc Pháp Hòa, thật sự Pháp Hòa thưa với đại chúng, cái tu của Pháp Hòa nó trong hàng ngày vậy đó. Đi vô những cái nhà vệ sinh công cộng đó, rồi người mình bước vô một cái chỗ mà hai ba người người ta đã dùng rồi, cái chỗ đó nó quá hôi mà không có cái gì để mà mình chịu đựng. Rồi thậm chí quý vị đi trên đường đi, quý vị đi vào những cái chỗ nó kêu là cái rest area, ai ở đó đâu mà clean up hà rầm thường xuyên. Trời ơi, nhiều khi mình bước vô luôn cũng nhắm mắt nhắm mũi, nhưng mà cuối cùng chỉ vì một chuyện thôi, xả trong người mình ra cho nó nhẹ, còn mấy kia không quan trọng. Nhiều lúc cũng là tu và quán vậy. Những lúc ở trong đó giờ sao? Tu thiền ngay tức khắc. Cho nên cái chữ tu thiền không có nghĩa là mình ngồi trên tọa cổ bồ đoạn. Rồi thậm chí nhiều khi xin lỗi, mình đi vệ sinh xong có ai dám nhìn không? Có ai dám đứng đó coi ngửi gì không? Vậy mà trước khi nó thành cái đó, mình để trên bàn dành với nhau, giận hờn với nhau. Nhưng mà qua khỏi cái cuốn họng mình rồi thì đó, cái ngon, cái gì mà nãy chúng ta nói đó. Cho nên cái bài kệ mà đi vệ sinh đó, không dơ cũng không sạch. Bây giờ quý vị hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình quán sao chưa? Cái gì sạch, cái gì dơ? Để trên bàn thì mình gọi là sạch, rồi qua khỏi cuốn họng thì mình gọi là dơ. Rồi hồi nãy thí dụ như bây giờ, rồi bây giờ quý vị nhìn, lấy cái tay mình nắm cục xôi lên bỏ miệng ăn, nhưng mà hãy người ta kêu cầm gì, dạ không được, tay em dơ. Còn sao dơ? Hồi nãy mình cầm cục xôi lên mình gọi là sạch, mà vừa cục xôi vô thì biểu mình cầm cái tờ giấy thì cầm gì, nói dạ không, tay em dơ. Vì cái dơ cái sạch đó cũng mình hết à. Rồi quý vị xin lỗi đại chúng, mà mình đi ăn nhà hàng, tại vì mình không có vô bếp cho nên người ta làm gì mình đâu biết, mình chỉ ra bàn này mình ăn mình thấy ngon thôi. Cho nên cái gì mình không thấy khuất mắt mình, cái mình cho nó cái tên đó. Khi mà mình quán chiếu, mình thấy như vậy thì cuộc sống của mình nó nhẹ vô cùng. Ngay cả những đứa nhỏ nó tới chùa đây cũng vậy. Nó tới đây nè, nó ở đây với mình 10 ngày đó.
quý vị cũng đừng có bắt buộc là tại sao nó không thế này, không thế kia. Nó không phải là mình. Nó chịu đi với mình vô đây nè. Nó chịu theo ba, theo má, theo ngoại, theo nội. Nó vô đây nó ở 10 ngày là mình cũng phục nó rồi đó. Nó chịu vô đây mà nó ăn chay suốt 10 ngày với mình đây nè. Mỗi ngày ba cử cộng lại nó hết chín mấy chục buổi. Mà thường ngày ở nhà sáng chiều mà ăn như vậy là nó đã rên rồi. Rồi ở nhà nó đó, nó tivi mỗi ngày, nó game ghiếc mỗi ngày. Bây giờ nó vô đây á, nó giảm những cái đó. Cho nên mình nhìn chúng sanh á, và mình cũng thấy được rằng mỗi căn cơ chúng sanh ở cái độ tuổi đó, cái trường hợp của nó được vậy là mình hoan hỷ rồi. Bây giờ ai đã từng tới Tây Thiên tu của 15 năm trước, và quý vị sẽ thấy rằng 15 năm sau nó có khác không? Thôi bây giờ đừng có nói chi, bây giờ chỉ cần mình nhớ là năm nay mình như vậy, chừng 2-3 năm nữa rồi mình cũng sẽ thấy nó có những cái nó khác hơn. Ồ thì mình mới thấy cái người mà người ta đang rên, thì 3 năm sau mà chỗ người ta vẫn rên, mà nó trời ơi vậy là sướng lắm rồi. Hồi cái thời tôi đi là không được vậy đâu. Giống như ở bên hồi đó qua ở làng Mai với mấy thầy. Bây giờ qua thấy mấy em có phòng nè, có sưởi đàng hoàng, có giường ngủ đàng hoàng. Còn cái hồi Pháp Hòa ở bên đó, ngủ trong chuồng bò, sưởi là bằng củi, ban ngày đi lượm củi về, củi mục trong rừng, về chất đống đó. Tối trước khi đi ngủ đốt cái lò lên, đầu hôm nó nóng như cái lò bánh mì. Nửa đêm lửa nó tàn, đá mà đá người ta làm chuồng bò bằng đá chất, đá cục cục mà người ta chất lên đó. Quý vị biết mùa đông mà cái hơi lạnh trong đá nó ra là cỡ nào. Nhà vệ sinh nó đâu có gần đâu, đi xa. Pháp Hòa nhớ thầy Tịnh Mãn nè. Thầy Tịnh Mãn là Pháp Hòa với thầy Tịnh Mãn là anh em bạn là từ năm 95 tới giờ là bao nhiêu năm? 20 năm không? Những ngày đầu mà anh em gặp nhau trong một cái khóa an cư khiết đông đó, và thấy là có hồi đó thầy có cái bệnh là hãy ra mà nửa đêm mà thức dậy mà đi vệ sinh mà ra trời lạnh là thấy vô thầy tỉnh queo thầy ngủ lại được. Mà những cái năm tháng đó sống rất là vui, ăn thì thiếu, ngủ thì cực. Lúc nào cũng đi ngoài đường trời lạnh suốt. Tại vì thiền đường nó cách, ví dụ như đây thiền đường tuốt, kia nhà bếp tuốt, nọ phòng ngủ, cả ngày cứ đi ở trong đất. Cũng giống như bây giờ mình vậy đó, từ thiền đường qua phòng, từ phòng qua nhà bếp vân vân. Nhưng mà mình không thấy những cái đó là gì hết. Tại vì mình rất hạnh phúc, vì mình tới đây mình được gặp nhau, mình được tu học. Quý vị biết là sáng nào cũng ngồi thiền, mà cái người nào chịu trách nhiệm lo thiền đường là phải thức từ 4 giờ sáng để đi lên đốt củi, đốt lò, đốt cho nó ấm thiền đường rồi đại chúng mới vô ngồi được. Còn bây giờ khỏi, sưởi chạy. Cho nên nhiều khi á, hôm trước cái Pháp Hòa mới lo là cái pháp xá nó ngộp. Hỏi cái ông thợ nó yên tâm, ông có làm AC, nó là air. Rồi nhờ cái air đó nó circulate, giống như cái quạt ấy, nó cứ đánh ở trên vậy đó. Cái quạt đó không phải là cái quạt máy, nó không phải là cái quạt cho mình mát, mà cái quạt đó nó điều hòa. Tại vì nó cao thì cái hơi sưởi nếu mùa đông, hoặc là cái máy lạnh đó nó cứ bốc lên vậy, thì cái đó nó đánh đều để nó làm cho cái phòng đó đều hết, không có cái sự nực nội, không có sự ngọt ngạt. Cho nên mình xuất gia là có xuất gia rồi đó, thọ giới là cũng có thọ giới rồi đó, và gì nữa, đắp y là cũng có đắp y rồi đó. Nhưng mà mình làm đủ ba cái nghĩa đó không?
Xuất gia là theo cái nghĩa là mình cắt tóc đó, giảm phiền não, cắt bớt phiền não, phủi sạch đây còn chưa chắc, cắt chứ huống chi nhá có 3 miếng. Chờ hôm rồi đi bên Âu Châu, cái buổi giảng cuối cùng ở Na Uy, có Phật tử hỏi, viết giấy hỏi Pháp Hòa, chứ người đi xuất gia cái gì khó nhất và cái gì dễ nhất? Pháp Hòa trả lời gọn thôi: cạo đầu dễ nhất, cạo tâm khó nhất. Mình cạo cái đầu đâu có mấy phút đâu, nhưng mà cạo cái tâm là một quá trình. Bởi vì cái tâm của mình là nó đụng đâu là nó nổi đó. Trời ơi, mà nó thích cái rồi nghe nó tha thiết lắm, mà nó không ưa rồi cái nó cũng thiết tha lắm. Thật thứ mình tại sao phải tu tâm? Tại vì mình sống với cái tâm vọng nhiều hơn cái tâm chơn, chứ phải tu nó. Tại sao phải dưỡng tánh? Bởi vì cái mà nó lành nó thiện mà không dưỡng là nó mất. Cho nên bây giờ mấy đứa nhỏ nó vô chùa đó là mình đang dưỡng nó đó. Bởi vì nó là những đứa mà bây giờ là mình thả nó ở nhà là nguyên suốt 10 ngày là không có bệnh nhà là nó chơi game nè, nó đi với bạn nè. Bây giờ nó vô đây á, cho dù nó chơi nửa ngày, ít nhất mình cũng vớt vát lại được là gì, nó tu nửa ngày. Các bạn nói ví dụ vậy đó. Có nhiều khi mình thấy cứ đi tới lui thấy nó ăn, thì tới lui thấy nó ăn, nhưng mà suy nghĩ lại cái bụng nó chưa quen đồ chay, nó ăn nó mau đói. Thì thôi, thì bây giờ Pháp Hòa hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng không phải chỉ để giảng, nhưng mà làm bổn phận của một người mà quý vị tin tưởng, quý vị đến đây tu chung, thì Pháp Hòa lúc nào năm nào cũng phải có cái bổn phận là chia sẻ nhắc nhở. Tại vì mình tu là trong cái lục hòa của mình có cái thứ sáu là gì, con này nó có cái gì gọi là giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Cái gì lợi lộc vật chất người ta đem đến cho mình chia ra, lợi hòa đồng quân. Mà giới hòa đồng tu là nhắc nhở với nhau tu cho miên mật. Cái tâm của Pháp Hòa là chỉ mong muốn đại chúng một điều, làm sao đại chúng đến đây, quý vị tốn hao rất nhiều thì nhớ là đi về phải làm sao bồi đắp. Cái chữ bồi đắp, quý vị tốn cái khác nhưng mà phải bồi đắp lại cái khác. Còn nếu không thì đi thì tốn hao, về thì hao tốn. Tốn hao tiền của, thời gian, sức khỏe, về tới nhà hao tốn gì? Hao tốn cái tâm lực của mình. Không chừng mình ở nhà vậy mà không phiền não, tới tu 10 ngày xong về phiền não quá, buồn người này phiền người kia, không thích cái nọ, không thích cái kia, nó uổng lắm. Mình đã rửa sẵn một cái ly để chuẩn bị đựng một ly nước uống, thì hãy lựa cái nước nào mà nó bổ dưỡng cho mình để uống một lần. Tại vì đựng cái khác vô đổ ra là nó dơ rồi. Cho nên thấy quý bác á, có những bác năm nay là 80, 80 mấy hơn rồi, có những vị là lên tới hàng 90 rồi mà vẫn đến đây với đạo tràng. Mình thấy thí dụ bây giờ mình người khỏe nè, mình không chấp nhận những cái khó, mình nói trời ơi, thấy mấy bác nè đó, thấy mấy bác già mà về mình trẻ mình không chấp nhận được, mình út dột quá. Người già tự nhắc, trời ơi, cuộc đời này cái gì mà mình chưa hưởng, chỉ có cái cực vậy chưa thôi nè. Thôi giờ có cơ hội hưởng. Như là cái pháp xá đó, Pháp Hòa nói là năm nay là năm đầu tiên, quý vị thấy không,
cất pháp xá xong quý thầy còn chưa được vô mà. Quý thầy chưa ai được vô đó hết. Thầy viện chủ cũng chưa vô đó ngồi chút nào hết. Pháp hòa cũng chưa có, chỉ có đi vô dọn dẹp clean up thì có. Chứ còn chưa được vô đó nằm relax. Cho nên pháp hòa chỉ muốn thưa là đại chúng chịu khó khắc phục những khó khăn. Thời tiết cũng là một nè. Cho nên là để cho em bớt được những cái chuyện gọi là mắng vốn, mất dép, mất y, mất áo. Năm nay là không có ăn bát là đỡ vụ mất bát. Quý vị mỗi người mình một tay, mình giúp cho cái đạo tràng của mình nó ổn định. Không khéo là cứ đi xà vòng, cứ giải quyết hết chỗ ở, tới giải quyết tới chỗ ngồi cái đó hết 10 ngày. Nó không đi vô cái đề tài chính của mình muốn. Cái mình muốn chính là đến đây tu học. Rồi bây giờ cứ bận rộn, dời chỗ này, dời chỗ kia hoài. Giữ gìn cái mình ý thức được. Mình ý thức được cái chung, thì tự nhiên mình sẽ bảo vệ. Mình hộ trì. Cho nên mỗi lần đắp y lên thôi, y này y nhẫn nhục, nhẫn hoàn cảnh, nhẫn con người. Hoàn cảnh nào cũng được, con người sao cũng được. Tưởng tượng một gia đình mà 800 chị em, ở ngoài đời số 8 là ta sợ muốn chết rồi. Sợ bà 8, sợ ông 8. Vô đây tới 800 thì đâu phải là chuyện bình thường, phải không? Sẽ cố gắng. Hôm qua đó Pháp Hòa rất muốn thỉnh một sư bà trong chư ni. Bởi vì bây giờ nhìn lại đại chúng đây là nữ nhiều hơn nam, mà quý vị phải hãnh diện là mình là một người nữ và có được những bậc tôn trưởng như quý sư bà, quý ni sư. Pháp Hòa rất muốn thỉnh sư bà có vài lời với đại chúng để nhắc nhở, để mà quý vị cũng tự hào rằng trong giới nữ của mình cũng có những bậc đặc biệt như các bậc ni sư, sư bà. Tối lại Pháp Hòa gặp sư bà, và thưa sư bà, nói được, sư bà sẵn sàng. Rồi mình sẽ sắp xếp thỉnh sư bà lên thăm quý vị một buổi. Thật sự là nhiều khi quý sư bà không có giảng gì đâu, chỉ nhắc nhở thôi. Tại vì sư bà là người hiểu quý vị nhất. Sư bà là người hiểu quý vị nhất. Sư bà đã trải qua một bao nhiêu năm tu hành, chuyển hóa bao nhiêu cái tập khí của người nữ, thì sư bà có nhiều kinh nghiệm để nhắc nhở cho mình hơn nữa. Hôm qua nói xong sư bà mới nói, trời ơi thì thầy nhớ rồi, trong kinh nói đó, bọt bèo không à. Ý nói là nổi lên cái nổ, nổi lên cái nổ. Vì vậy mà tại sao người nữ người nam 7 lần đi xuất gia, người nữ chỉ một lần, cái đó không phải là chèn ép, nhưng mà để khuyến tấn cho mình cho chắc. Bởi vì cái người nữ nó khổ một cái là gì? Tâm thì dễ phát nhưng mà khó trụ. Quý vị để ý không? Mình dễ phát nhưng mà khó trụ. Thấy gì cũng muốn ha, tôi thích, nhưng mà trụ yên chỗ không có. Cho nên gọi là mình dễ phát tâm nhưng mà khó trụ tâm. Mình dễ thương nhưng mà cũng dễ ghét. Thấy thương ghê vậy đó. Qua ngày hôm sau thấy phát ghét à. Cho nên là mình là người dễ khởi tâm nhưng mà khó trụ tâm. Dễ phát tâm nhưng mà khó duy trì. Đó là lý do tại sao nói như vậy, để cho mình có một cái dứt khoát.
Cho nên mình cũng là một cái người trượng phu đó. Một người trượng phu dám hy sinh. Cho nên quý sư cô, quý vị sư cô mà đi tu đó là một cái hy sinh lớn. Thường người nữ là mái tóc, trang điểm, mà quý sư cô bỏ hết. Dám cạo đầu mình đi tu, dám sống một cuộc đời đơn giản, thì quý vị thấy rằng đâu phải bình thường. Phải có cái dũng lực lắm mới làm được việc đó. Và quý vị có thấy là người nữ tình cảm ướt át không? Cũng dễ khóc, dễ sầu, dễ thương. Mà thắng được những cái tình cảm đó để vẫn duy trì được cái bước đường tu của mình thì không phải chuyện dễ. Do đâu mà được như vậy nếu không có cái nguyện lực thâm sâu? Cho nên thưa đại chúng, nhiều lúc đó, không phải là không mệt mỏi đâu, mệt mỏi lắm. Nhưng mà không phải vì mệt mỏi mà muốn bỏ cuộc. Ngày hôm qua là đêm duy nhất Pháp Hòa được ngủ 2 giờ, 2 tiếng. Sau 3 đêm thức. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi vô ngủ là 2 giờ. 4 giờ là một thượng tọa tới. Pháp Hòa phải thức. Rồi là 4 giờ là Pháp Hòa đã có mặt rồi. Sáng nay lên tụng kinh với đại chúng. Lúc mà sắp xếp và quý thầy nói Pháp Hòa phải lên khai pháo. Ngày đầu tụng kinh đó. Sáng phải lên tụng kinh. Xong sáng hôm nay á là sắp thầy Thiện Xuân. Thầy cũng không chịu, thấy nó không? Tôi ban đêm mà. Đó, thì mình giờ mang chữ thích thì chịu. Thôi giờ thầy thích tối thì để thầy tối. Pháp Hòa phải ra buổi sáng này. Chứ buổi tối, Pháp Hòa định là buổi tối để mình có nhiều thời gian mà làm việc. Rồi tối ra sinh hoạt. Còn thầy nói thầy muốn buổi tối thì Pháp Hòa ra buổi sáng. Nhưng mà mình làm cái gì cũng được hết à. Thì không có khổ. Và không hề có một chút gọi là thối chí nản lòng gì. Nhưng mà đôi khi quý vị biết mình đôi lúc mình mệt mỏi từ cái thể xác. Và khi mà có những cái chuyện nó đến với mình mà toàn là những cái chuyện nó không có cần thiết, nó rất là nhỏ nhẹ. Và lẽ ra là mình là người tu tới bữa nay rồi là búng cái đó là nó văng rồi, mà tại sao nó còn dính? Thoáng buồn chút vậy thôi. Lúc đó chỉ hỏi ơi tiếng vậy. Cho nên nhiều khi mình, bây giờ mình phải tập. Chính bản thân mình phải tập. Những cái gì nó đến với mình, mình tự nói với mình. Không lẽ mình tu tới bữa nay rồi mà cái này mình còn bị, thì tự ra mình búng cái đó ra. Chứ mình không có thần thánh gì đâu. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường thưa với quý vị, tu không phải để làm Phật. Không cần. Tu để trở thành một con người thấy rõ mình thôi là đủ rồi. Làm Phật. Bây giờ thấy mà thật sự ra khi thấy rõ mình là Phật rồi chứ gì nữa. Tại vì Phật nghĩa là giác, là tỉnh, không mê. Khi mình thường sống với cái tỉnh, mình không mê thì mình là Phật. Nhưng mà thì mình nói nó xa quá phải không? Tu chỉ cần làm một con người thấy rõ mình. Cho nên mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Ngồi thật yên chính là ngồi thiền đó. Ngồi cho thật yên để thấy rõ mình. Thường thường mấy đứa nhỏ nó đi tu học á, Pháp Hòa hay hướng dẫn cho mấy em một việc là nên hạn chế sự nổ bùng khi mình bực tức. Tiếng Anh nó gọi là explode, nổ tung ra. Nhưng mà nó có cái từ thứ hai là nên bày tỏ, tức là express. We should learn express more than explode. Tại vì khi mình express nghĩa là mình đã có lắng rồi, bắt đầu mình mới biết mình phải trình bày cái gì. Còn hở chút mà nổ thì mình chưa có thời gian. Cho nên trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu.
bài kệ đầy máy xe trước khi đi. Và bây giờ ai đi xuống đi lên cầu thang như vậy. Hôm rồi Pháp Hòa định làm cái bài kệ sắp dép đó, đang viết mà. Đại khái Hòa nhớ là khi dùng đôi dép xong hay là gì đó mà để lên kệ rồi ngăn nắp đó, đôi dép ngăn nắp được, cuộc đời mới thành công. Cho nên nhiều khi mình đi tìm một cái, đi sắp đôi dép mình chưa làm được. Mà mấy cái chuyện đó là Pháp Hòa rầy mấy chú nhà hoài thôi. Mang cái áo, sắp đôi dép. Nhiều khi Pháp Hòa cứ nói mấy đứa là bực thầy lắm, là tại vì lúc nào thầy cũng ở làm sao, chuyện lặt vặt, mang áo, chỉnh giày, đại khái vậy đó. Nhưng mà Pháp Hòa mới nói á, tụi con không làm á, thầy sẽ làm, tại vì thầy thương. Giống như ba mẹ thương mình là ba mẹ làm cho mình. Thầy chưa bao giờ đem cái tài của mấy đứa mà so với thầy, tại vì ở trên đời này mình tài có người tài hơn. Nhưng mà cái mà thầy đang dạy mấy đứa là không phải là ở cái tài năng, cái mà thầy đang dạy là cách sống. Con người mà giỏi cỡ nào mà cách sống không có biết cách thì cũng dễ bị người ta ghét lắm, và từ từ trở thành ra cô độc. Vì tài mà không có cái hạnh, cái cách sống. Cho nên Đức Phật là người có đủ hai thứ, phước và trí. Hay là mình có cái tài và mình có luôn cái hạnh. Người giỏi mà có cái hạnh thì cái hạnh nó nuôi mình. Cái hạnh nghĩa là gì? Là cái đức hạnh. Thí dụ như khiêm cung, lễ độ, những cái đó là cái hạnh đó. Mà hiếm người nào có. Tại vì thường thường người ta giỏi là người ta phải tự hào. Cho nên cái lời khấn nguyện vậy đó. Năm nay có một Phật tử design cái gì đó, cái name tag, tự một vị Phật tử design đó, làm xong rồi gửi mẫu cho Hòa xem đó, rồi in cúng dường. Nguyện cho con đi mãi không dừng lại nửa đường, đến tuyệt đối yêu thương tâm đồng tâm chư Phật. Nhưng mà hai câu đầu là đủ rồi. Nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường, nếu mà mình nguyện được như vậy thì mình đi tới nơi tới chốn nó dễ, tại vì mình thấy cái chỗ mình muốn tới rồi. Cho nên những cái này chuyện nhỏ, cũng giống như ngồi trong chiếc máy bay suốt mười mấy giờ đồng hồ chỉ vì mình muốn tới chỗ nào. Quý vị biết chuyến đi ở Âu Châu vừa rồi hôm qua cũng cực lắm. Vì có những buổi mình nói chuyện suốt một ngày rồi, vừa xong một cái rồi là ra xe đi 5 tiếng đồng hồ để tới địa điểm thứ hai. Mà có những ngày 2-3 thời liên tục, mà mỗi thời là phải 1-2 tiếng đồng hồ ít nhất chứ không có dưới. Vậy mà liên tục suốt 5 tuần lễ. Mà những lúc Pháp Hòa mệt như vậy, mà chỉ cần bước ra mà thấy đại chúng hoan hỷ, tự nhiên cái mệt của mình quên hết. Pháp Hòa nhớ có một bữa mà nói chuyện ở hình như cái vùng gọi là vùng Munich cái gì đó, sắp sửa ra rồi mà nó chóng mặt, chỉ còn nằm thôi chứ không có đứng được nữa. Mà giờ ở ngoài này mình muốn xin 5 phút để nghỉ, mà ở ngoài này bon 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 thỉnh thầy rồi niệm Phật vang trời hết rồi là nằm sao, là phải ngồi dậy. Mà đi ra ngồi vô cái chỗ đó rồi chừng 5 phút sau đã dậy thôi, sao còn ra, mình tưởng đâu được lên giảng. Ổng đưa nhau nó thỉnh thầy nguyện hương tụng kinh thế là phải hướng dẫn thời kinh nữa. Nhưng mà làm trót lót hết. À đúng rồi đó. Cô trả lời cô nói tại cái nghề.
Ở đây có ai mà không tụng kinh mà thèm mà ghiền không ha? Có nhớ không? Thí dụ như mình tụng kinh mỗi ngày rồi cả tuần, có một lúc nào đó mình bận rộn mình không có tụng kinh một tuần lễ, mình nhớ thiệt là nhớ, có không? À, có đó ghiền tốt rồi đó. Đó là tập khí tốt, tập khí tốt. Cho nên ví dụ mỗi năm mà đến mùa hè mà nôn nao mình ghiền đi khóa tu là biết tập khí tốt rồi đó. Cho nên nhiều Phật tử ở đây mà biết mà canh giá dữ lắm. Giá rẻ mua đi tu. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin thăm đại chúng ha. À, buổi sáng này thì coi như là cũng còn trong những ngày đầu của khóa tu. Thì những cái bài giảng thuyết sẽ là những cái bài của các vị giáo thọ. Riêng phần Pháp Hòa thì không có giảng thuyết gì cả. Lên đây thăm đại chúng sau mấy ngày quý vị ở đây, thì nhắc nhở thêm để cũng như là khuyến khích đại chúng chịu khó, và đồng thời thật sự thì cũng như là một lời sám hối với đại chúng khi mà không thể lo cho đại chúng đầy đủ hơn nữa. Coi như sức của mình đã tới đó thôi, thì nếu có những cái gì không có phải thì mong đại chúng lượng thứ cho. A Di Đà Phật. À, bây giờ chúng ta hồi hướng. Và đại chúng, hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu rồi. Thời gian chúng ta còn lại chỉ 8 ngày. 8 ngày mà trừ một ngày lễ Vu Lan bữa 7 Tây là coi như còn 7 ngày. 7 ngày trừ ngày 10 Tây cuối cùng ngày có nửa buổi là coi như còn có 6 ngày. 6 ngày mà trừ một ngày nửa ngày thứ 7 nữa là còn có 5 ngày. 5 ngày mà trừ mấy bữa ăn nữa, mấy bữa ngủ, à rồi vòng vòng đi kiếm dép, kiếm y, kiếm đồ, thì thật sự mà cái thời gian mà thật sự mà chúng ta ngồi yên, mà chúng ta tĩnh lặng, mà tu không có bao nhiêu ngày, phải không? Cho nên ráng. Thôi thì cũng nhắc lại cái câu cũ, phải không? À, buồn nào rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ tới mỗi ngày. Thế là mai sau dù có sao đi nữa, cho dẫu có sao cũng chẳng sao. À, thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Quý vị có tin là thắng mình khó không? Khó lắm. Nổi một cái chuyện tham thôi. Đó, mình đang đi làm nè, tiền lương bổng cũng đầy đủ để sống bình thường, rất là hạnh phúc, rất là bình thường. Nhưng nếu có ai đó đến rủ mình hùng hạp một cái chuyện làm ăn mà mình cảm thấy như là trời ơi, nó dễ còn hơn uống nước nữa, đưa tôi 100 đi, tuần sau lấy 5,000. Trời ơi, nếu mà nó dễ vậy người ta về người ta kêu bà con quyến thuộc người ta chứ làm gì tới phiên mình. Vậy mà cũng nghe. Thiệt sự đại chúng là rất nhiều em trẻ, bạn trẻ lên nói chuyện với Pháp Hòa mấy cái việc đó. Thì Pháp Hòa đâu có làm gì được, Pháp Hòa chỉ hỏi một câu thôi. Sau khi mà em thất bại như vậy á, thì em có ngộ ra được một cái gì ở nơi mình không? Tại sao mình khổ như vậy không? Chỉ vì một cái gì? Cái tham thôi. Em vẫn đang đi làm bình thường, tiền lương bổng em đủ sống mà. Em đâu có, thật sự ra nếu mình sống bằng lòng với cái tiền lương đó là mấy chục ngàn mình để trong ngân hàng nó vẫn còn nguyên đó. Nhưng chỉ vì một chữ tham thôi. Mà bây giờ nè, tiền nhà băng không còn đồng nào.
rồi đi mượn thêm người thân ngân hàng phải trả nợ nè, rồi vợ chồng phải lấn cấn với nhau nè, rồi bạn bè bắt đầu xỉ vả mình vì trả tiền không đúng hạn, chỉ vì một chữ thôi. Thì cái điều đó đó, Pháp Hòa ví dụ với cái em đó. Pháp Hòa nói á, ví dụ như em ăn một cái món ăn mà em biết là em không ăn được, nhưng mà tại vì em tham ăn, em ăn vô rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra trong cơ thể của mình? Đau bụng, bệnh tật. Có nhiều lúc chỉ một miếng ăn thôi mà mình bệnh. Bệnh không phải một cơ thể mà hai ba bộ phận trong cơ thể nó ảnh hưởng đến mình, chỉ vì một miếng ăn. Nhịn ăn mà khỏe, chứ cuộc đời này không phải ăn nhiều là tốt đâu. Có những lúc mình nhịn ăn mình mới khỏe. Cho nên bữa nào quý vị cảm thấy mệt, nhịn ăn, nhưng mà vẫn uống nước. Uống để nó thanh lọc, uống để thanh lọc cơ thể, nó tẩy ra hết những cái nó đang chứa trong cơ thể mình, trong bao tử mình. Chừng 2-3 ngày rồi muốn học cái công thức thanh lọc cơ thể, mình có thể tìm những cái cuốn là thanh lọc cơ thể. Người ta có những cuốn sách, người ta chỉ dẫn cho mình cái cách thanh lọc cơ thể qua cái sự nhịn ăn của mình. Tại vì mình ăn nhiều thì mình sẽ chất chứa quá nhiều và nó không tiêu hóa kịp, bắt đầu nó phát bệnh. Cần biết mình là ai, tin cái gì, tu cái gì, chúng ta vẫn cần thở hết. Mình không thở được là mình chết. Có nhiều khi chỉ đừng nó không thở, nghẹt thở thôi cũng đã mệt rồi. Bữa nào mình bị nghẹt mũi thở không thông là mình cũng đã mệt rồi. Cho nên mỗi ngày mình tìm một khoảng cho mình 15-20 phút để hít thở cho nó khỏe. Và quý vị tập võ, quý vị cũng phải luyện khí công. Tất cả bộ môn thể dục, có phải người ta biểu mình tập thể dục hòa nhịp với hơi thở không? Thí dụ đưa lên, hít vô, đưa xuống, thở ra. Hơi thở rất quan trọng. Cho nên là Thiền sư Khương Tăng Hội là vị tổ đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Ngài là người, vị thiền sư đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Và thời của Ngài đó là Ngài ở trung tâm Luy Lâu ở ngoài Bắc đó. Ngài được vua Ngô, thời đó là vua nước Ngô, mời sang Trung Hoa cũng dạy pháp An Bang, tức là dạy cách hít thở. Cho nên mình mới có kinh An Bang Thủ Ý, dịch là kinh quán niệm hơi thở. Ai mà chuyên tu thiền thì nghiên cứu cái đó. Như ở đây căn bản nhất, quý vị cứ tập cái phần căn bản nhất. Rồi quý bác nào thường niệm Phật đó, quý bác niệm Phật theo hơi thở. Ngồi hít vào A Di, thở ra Đà Phật, bốn chữ thôi. A Di, hít vào Đà Phật, thở ra. Không cần hấp tấp phải niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nữa. Nhiều khi mình mệt á, mình tắt thở trước khi mình niệm, phối hợp với hơi thở. Đó là cái phương pháp ha. Cho nên tại sao mà mình cứ, không phải Phật giáo mới thở, ai cũng phải thở hết. Nhưng mà tại mình chưa thấy tầm quan trọng. Khi mình đã an, mà khi quý vị thở được như vậy một thời gian, thì tự nhiên cái tâm mình nó an xuống. Cái tâm mình nó an xuống và tự đời sống của mình bắt đầu nó có cái phần chậm, mà không phải là kiểu chậm lụt, không phải cái kiểu là rề rề, mà chúng ta bớt đi cái phần thô, bớt đi cái phần hấp tấp, vội vã và thường là thất bại. Quý vị lấy cái gì mà lấy cẩn thận có phải dễ dàng hơn mình lấy hấp tấp không? Lấy hấp tấp là nó đổ bể, mà lấy cẩn thận thì nó sẽ trọn vẹn thôi. Nhất là lấy cái gì trên cao, lấy cái gì dễ bể, chúng ta cầm nắm rất là cẩn thận, không thì nó rớt. Thì mỗi ngày chúng ta sống cũng vậy thôi. Nếu một ngày đó mà chúng ta cầm bê cái ngày đó mà không có rõ, không có kỹ lưỡng, thì cái ngày đó nó cũng dễ bể lắm. Bể xô, bể hụi. Nghĩa là ngày hôm đó mình thất bại, mình không có được một ngày hạnh phúc. Chờ khi mình nóng giận, mình được quyền nói chứ, nhưng mà nóng giận đừng có nói. Lúc giận đừng có nói nhiều, nói ra thì sẽ lắm điều không hay. Đó. Thì mình khi mình sẽ bày tỏ cái niềm bất đồng của mình ở khi mình có được sự bình an.
Thưa đại chúng, hôm thứ năm, mới thứ năm vừa rồi, Pháp Hòa được cái duyên phước đi đảnh lễ thăm viếng sư ông Thượng Chơn Hạ Điền, tức là sư ông Thích Chơn Điền. Ngày xưa sư ông trụ trì chùa Quan Âm ở đây. Ngày nay sư ông già yếu lắm rồi. Ngày xưa ông được về một ngôi chùa để tịnh dưỡng cho đến ngày viên mãn. Thì mấy chục năm nay ở hải ngoại, nhất là ở nước Mỹ, thì ai cũng biết sư ông. Và Pháp Hòa cũng biết sư ông từ lúc mình đặt chân ra hải ngoại. Nhưng mà ít có dịp được gặp. Thì lần này, lần trước Pháp Hòa qua tìm sư ông để thăm mà không gặp. Lần này trở qua cũng tranh thủ để đi tìm. Và Pháp Hòa rất may mắn là được tìm được nơi chốn sông tịnh dưỡng để đi thăm viếng. Tại vì trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta được gặp, được cái duyên sống cùng thời với các bậc kỳ túc trưởng lão, đó là cái duyên phước của mình. Cho nên mình có cơ hội thì mình đi thăm viếng, để sau này các ngài về Phật rồi thì mình muốn cũng không được. Cũng giống như cha mẹ ông bà mình vậy đó. Mình còn, các vị còn hiện tại thì chúng ta thăm viếng chăm sóc đó, để ngày nào các vị về với ông bà, về với Phật, thì chúng ta không có hối tiếc là mình chưa làm được việc đó. Cũng giống như thật ra thì trong cuộc đời mình chắc chắn là mình không thể nào thăm đủ hết các bậc trưởng lão của mình đâu. Nhưng mà vị nào mình có duyên, có cơ hội thì mình làm việc đó. Sư ông năm nay 98 tuổi rồi, sinh năm 1927. Và ngài còn tỉnh táo minh mẫn, chỉ có yếu thôi. Thỉnh thoảng người già thì cũng có quên, nhưng mà hiện tại sư ông chưa đến nỗi. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích đọc thơ của sư ông. Tại sao có nhiều bài thơ hay lắm. Và có một cái bài thơ mà quý vị biết, sư ông Chân Điền với lại sư ông Hộ Giác ở tỉnh xá Pháp Luân là hai vị bạn rất là thân. Và Hòa Thượng Hộ Giác đó, mỗi khi giảng về mẹ đó, thì Hòa Thượng thường hay trích dẫn một bài thơ của Hòa Thượng Chân Điền. Mà Hòa Thượng Chân Điền á, ngài có một cái bút hiệu là Ngốc Tử. Ngốc Tử là người con ngốc, một người ngốc. Thường thường các vị hay dùng vậy lắm. Giống như các vị thiền sư, lúc mà các ngài viết sách đó, thay vì để thích gì đó, các ngài hãy lấy một bút hiệu Cuồng Phong Lão Nhân. Hay là ngày xưa có một vị hòa thượng, ông có 8 ngón tay, thì ông có biệt hiệu là Bát Chỉ Hòa Thượng, tức là hòa thượng có 8 ngón tay. Thì các vị hay có những cái bút hiệu như vậy. Thì riêng sư ông là có bút hiệu là Ngốc Tử. Sư ông có một bài thơ mà Hòa Thượng Hộ Giác thường hay nhắc mỗi khi giảng cái bài nói về Vu Lan tình mẹ. Bài thơ đó đọc như thế này. Thật ra Pháp Hòa thuộc bài này. Từ nhỏ nghe Hòa Thượng Hộ Giác đọc thích lắm, rồi bắt đầu chép ra học. Nhưng mà lâu quá không đọc, cho nên Pháp Hòa có thể một vài câu mà quên. Nhưng mà xin đọc cho đại chúng nghe. Bài thơ này, bài thơ nhớ mẹ. Nhìn liễu rũ chứa chan giọt lệ, mình bơ vơ nghe tiếng nỉ non. Bơ vơ vì mẹ chẳng còn, từ dung trước án nét son tỏ mờ. Lật nhật ký vần thơ bỏ dở, áo còn đây mẹ nở ra đi. Vườn hoa cỏ mọc xanh rì, liếp trầu của mẹ tàn đi hai phần. Cao xanh hỡi đòn cân tạo hóa, gây chi trò bãi cả nương dâu. Gây chi tan tóc đau sầu, mẹ ta lạnh lẽo ta sầu đơn côi. Ngài mới nhớ lại cái câu còn đâu tiếng con ơi của mẹ. Tiếng êm khe khẽ ngọt ngào, áo ấm con hãy mặc vào, mùa đông gió lạnh thấm vào khổ thân. Mẹ ngài nói với ngài vậy đó, áo ấm con hãy mặc vào, mùa đông kẻo lạnh thấm vào khổ thân. Rồi tiếng mắng thằng bần của mẹ, học thì lười nghịch kẻ nào hơn.
Nhớ khi mẹ giận, con hờn, mẹ lau nước mắt cho con, mẹ cười, cười tha thứ những lời con hổn, lớn rồi nghe hư đốn thế sao. Mẹ ơi, con nhớ hôm nào con đau mà mẹ tổn hao thân gầy. Mẹ ơi, con ốm thân gầy rồi đây, thèm nghe tiếng mẹ la rầy bên tai. Áo sức nút không cài kẻo gió, cháo nguội rồi nằm đó sao con. Bốn câu này là bốn câu nằm lòng của Pháp Hòa. Lúc còn mẹ, con còn tất cả. Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi. Mẹ ơi, con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Mỗi khi Pháp Hòa làm lễ cúng linh cho các bậc, các bà cụ mà ở vai mẹ đó, gia chủ lên châm trà, Pháp Hòa hay trích bốn câu này ra đọc. Trong khi người con rót trà cúng cho mẹ, Pháp Hòa hay ngâm bốn câu này. Con còn, mẹ còn đó, con còn tất cả. Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi. Mẹ ơi, con chẳng còn gì, bơ vơ đến cả khi đi lúc về. Đó là một bài thơ của Hòa Thượng. Hòa Thượng có rất nhiều thơ. Và hồi trước á, Hòa Thượng có ra một tập thơ, hình như là Tiếng Gió Vi Vu cái gì đó, đại khái tập thơ của Hòa Thượng, và trong đó những bài thơ. Trong này có một bài thơ bốn câu mà nói lên cái sự tu tập. Sáu căn tiếp xúc sáu trần, không dính, không mắc, không phân biệt gì. Chỉ cần quẳng cái tôi đi, giác mê trước mặt, kiếm chi cho phiền. Bốn câu thơ này nhưng mà rất thiền và rất đạo nha. Con người mình có sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phải không? Tiếp xúc với sáu đối tượng. Đối tượng của mắt là hình sắc, đối tượng của tai là âm thanh, đối tượng của mũi là mùi, đối tượng của lưỡi là vị, đối tượng của thân là xúc chạm, đối tượng của ý là phân biệt. Như vậy thì sáu căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý có sáu đối tượng. Cho nên Hòa Thượng nói sáu căn tiếp xúc sáu trần, không dính, không mắc, không phân biệt gì. Không dính không mắc là sao? Thấy sắc thì là sắc thôi chứ đâu có dính. Nhưng mà cái gì mà không dính thì nó là cảnh chứ nó không phải trần. Ví dụ quý vị thấy bình hoa đẹp, biết đẹp thì là cảnh thôi. Bình hoa đẹp, nhận diện là đẹp vì nó là đối tượng của mắt. Đẹp thì con thấy nó đẹp. Nhưng nếu mình khởi thêm chút nữa, lát nữa lén lén bưng chậu bông này về, rồi cái mình chưa kịp bưng cái có người phỏng tay trên, trời ơi tức tối, thì bây giờ cái bình hoa này nó thành ra trần. Hồi nãy nó là cảnh thôi, nhưng nếu mình vướng nó, mình hệ lụy với nó, thì tức khắc bình hoa nó là trần. Như vậy thì cũng là nó, nhưng hễ không mê thì là cảnh, mà hễ đắm mê là trần. Vậy quý vị học đem được một danh từ Phật học: thế nào là trần cảnh, sắc cảnh, và thế nào là sắc trần. Mình gặp cả ngàn cô ở trong hội trường này, nhưng mình không có vướng mắc cô nào hết. Cô nào đi ngang mình cũng biết, nhưng mà mấy cô đó là gì? Cảnh hay trần? Cảnh thôi. Còn nếu mình đi theo mình thấy này cô em bất kỳ nho nhỏ xin số phone, thì bắt đầu cô đó thành gì? Thành trần. Cái sắc, cái thanh, cái hương, cái vị mình nghe, mình biết nhưng mà không đắm chìm, thì cái tiếng đó là thanh cảnh chứ không phải là thanh trần. Cho nên sáu căn tiếp mút sáu trần, không dính không mắc, không phân biệt gì. Không dính không mắc chẳng phân biệt gì hết, tại vì thường thường cái thức của mình nó phân biệt.
Tại vì trong bên cạnh cái thức nó có cái mình chứa sẵn rồi. Thí dụ mình đã từng thấy hoa cúc, cho nên cái hoa cúc mình đã từng thấy nó nằm trong cái tàng thức của mình, cái memory của mình. Thì khi mình vừa thấy cái hoa cúc hôm nay thì mình móc cái hoa cúc của bữa trước mình thấy đó, đem ra so sánh liền. Mà cuộc đời này có so sánh là có phân biệt, mà có phân biệt là có vướng mắc. Chưa nói người ta làm sao, người ta phiền mình nữa. Thí dụ như mình nói sao con tôi không giống con người ta, tại vì mình thấy con người ta giỏi quá, mình thấy con mình dở, cái mình đem mình so sánh. Mà cái tật mình so sánh xong phải nói mày không giống con nhỏ kia là có chuyện đó, sao em không giống vợ người ta là mệt rồi đó. Không, cho nên sáu căn tiếp xúc sáu trần không dính, không mắc, không phân biệt gì. Chỉ cần quẳng cái tôi đi. Cái tôi là gì? Cái tôi là cái ta mà cái mình dính với nó đó. Quẳng cái mình dính đó thì giác mê trước mặt, trước mặt mình là giác, là mê, không có bị phiền muộn gì hết. Giác mê trước mặt, kiếm chi cho phiền. Cái gì tỉnh mình biết tỉnh, cái gì mê mình biết mê, cho nên khỏi cần phải tìm kiếm gì nữa. Không cần phải tìm kiếm gì nữa, tại vì nó ngay trước mặt đó. Bài thơ thứ hai Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng về Hòa Thượng. Thì có dịp quý vị có thể muốn biết thêm của thơ của Hòa Thượng, quý vị có thể Google. Hình như trang nhà, có một trang nhà Quảng Đức có ghi cái đó. Thưa đại chúng, khi mà mình đi sinh hoạt trong Phật Pháp á, thì người ta sẽ hỏi mình đi chùa làm cái gì. Hễ mà nói, mà hãy nói tới Phật giáo á, là cái chuyện đầu tiên người ta phải nghĩ tới là tu. Không cần biết là mình mới vô, mình vô lâu gì hết á, nhưng mà người ta hỏi anh đạo gì, chị đạo gì, nói giờ tôi Phật giáo là ta nghĩ tu. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống của chúng ta, cái tu rất là cần. Mà tu thì không phải riêng cho đạo Phật, ai cũng cần tu hết. Tại vì tu là mình sửa chỉnh, chứ không phải là mình làm gì ghê gớm đâu. Hồi nãy hình như Pháp Hòa có lướt qua có một câu, bạn con hỏi con đi chùa làm gì, con nói con đi chùa dự khóa tu. Bạn con nói bà không cạo đầu mà tu cái gì. Rồi bây giờ câu hỏi là, thưa thầy, bộ đi tu phải cạo đầu thiệt hả? Đi tu có cần cạo đầu không? Đó. Trừ khi nào mình muốn đi xuất gia thì mình mới phủi tóc, còn mình là xuất giá thì khỏi, bỏ thêm dấu sắc thì khỏi. Còn nếu mình cất đi dấu sắc là xuất gia. Cho nên xuất gia với xuất giá có ăn thêm cái dấu mà hai cuộc đời nó khác lắm nha. Xuất gia thì thênh thang, mà xuất giá là sao? Cái đó quý vị tự trả lời ha. Về tối nay mình thiền, từ kể từ khi mình xuất giá, cuộc sống mình ra sao? Có chật hẹp hơn không? Cho nên chỉ cuộc đời nhiều khi mình khéo á, mình khéo để một cái dấu thôi, và hay là khéo bớt một dấu thôi là mình khỏe. Ví dụ như mình khéo tu, còn không mình để cái dấu huyền vô đó, cái nó thành tù. Tu với tù nó sát bên vậy đó. Nhiều khi mình vô tu, nhưng mà tu càng không giải thoát, thì càng tu càng ở tù. Xuất gia mà tâm không rộng rãi, thênh thang như người xuất gia, mà khó như người xuất gia. Thí dụ vậy. Cho nên hồi nhỏ và nhớ có cái bài hát Đời tôi cô đơn. Quý vị nhớ bài đó không? Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Phải không? Chứ Pháp Hòa mới nói, nếu mà chữ tôi á, đời tôi cô đơn mà chỉ cần thêm một chữ vô đó thôi, chữ H vô chữ tôi thành chữ gì? Thôi. Hồi đó mình chưa có chữ H vô đó, đời tôi cô đơn. Bây giờ mình thêm một chữ H vô thôi, cái tự nhiên câu nó khác liền. Đời thôi cô đơn.
Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ấn tu. Tôi tu, tôi quyết đem tình thương chuyển hóa mọi buồn đau, mang an vui cho cuộc đời. Tôi tu, tôi gì quên rồi. Lo chi muôn kiếp luôn dở dang, nên suốt đời em mãi than cô đơn than buồn đau. Rằng nghe tôi đi chớ yêu riêng cá nhân ai, làm như tôi đây đem tâm thương khắp muôn loài. Rồi em sẽ hay thế giới đầy đắng cay, thế giới đầy u sầu sẽ trở thành tinh đố ngay. Chơi cho vui thôi nha. Tại vì người ta ngoài đời người ta đi chơi, mình không được đi chơi thì mình tu chơi. Và tu chơi lâu lâu mình hát một chút vậy cho nó vui, để nó làm vui cái cuộc sống tu tập của mình, và mình tiếp tục đi, phải không? Khi nào mình mỏi chân thì mình dừng lại một chút, mình dừng lại một chút để tiếp tục đi tiếp. Hồi nhỏ mình đi sinh hoạt gia đình Phật tử á, thì mình được học một cái bài hát, gì 1 2 3, rồi mình ối cha là mỏi chân rồi, ngồi đây nghỉ một chút thì tiếp tục đi tiếp. Rồi thì đại khái những cái bài hát đó nó khuyến tấn mình, thì trong cuộc sống tu tập cũng vậy. Tức là tu không phải là rủ rượi, tu không phải rủ rượi, mà tu là mình có được một cái tâm lực mạnh mẽ, hạnh phúc và rất là tích cực. Cầm lên một bó rau, người mà tiêu cực á, thôi rau này hư rồi, bỏ đi. Nhưng mà người tu cũng làm vậy. Người tu cầm bó rau lên, cái nào nó héo mình bỏ, cái nào mình cắt xén, mình lượm lặt được thì mình ăn. Cuộc đời này cũng vậy. Không phải người ta có một cái dở đó là mình coi người ta hết xài. Người ta dở phần này, người ta vẫn giỏi phần khác. Người ta không dễ thương mặt này, nhưng người ta vẫn thương mặt khác. Chưa tu thì mình thấy ai cũng dở, tu rồi mình thấy dở có phần. Đỡ không? Đỡ. Hồi nãy có một vị Phật tử lên thăm Pháp Hòa, thì vị đó đang có một cái tiêu cực về bệnh tình của mình. Thì Pháp Hòa mới nói á, trong cái rủi là mình bệnh, nhưng nếu nghĩ lại có mình hên không? Hên là bác sĩ tìm ra bệnh và đang cho mình những liều thuốc để trị bệnh, và thậm chí còn cho mình những máy móc để mà mình cầm theo, mình giữ được, dưỡng được. Bệnh thì không ai muốn, nhưng mà cái may mắn trong cái bệnh là mình biết được bệnh và có phương thức trị bệnh. Chưa tu thì mình nhìn cuộc đời rất là tiêu cực, nhưng tu rồi thì đâu có đến nỗi như vậy. Cho nên á, khi chưa tu ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan, nhưng khi tu rồi ta mới biết nhận rằng buông bỏ mới là trí tuệ. Thường thường á, mình nghĩ mình là khôn á, cho nên cái gì mình cũng gom mình thâu hết á, và mình nghĩ rằng như vậy mới khôn, mình phải níu kéo mới gọi là khôn. Nhưng mà giữa khôn với trí tuệ nó khác. Tại vì khôn là mình có toan tính, có mưu đồ, có muốn chiếm đoạt. Còn người trí tuệ á, thì người ta giữ, nhưng mà nếu nó đi người ta học biết tới lúc nó phải đi. Cái người trí là người ta biết cầm bên tay này nó mỏi thì người ta sang tay này. Chứ còn nếu mà mình nghĩ mình khôn phải cầm tay phải nó mới đẹp, nhưng mà có lúc nó mỏi quá rồi đẹp với ai? Cho nên mình có hai tay, mình cầm tay này mỏi thì mình sang tay này. Nhưng mà cầm chịu hết nổi nữa, cuối cùng phải làm sao? Buông thôi. Khỏi khi nào buông? Tự con biết. Có một người đến thăm một vị hòa thượng và nói: hòa thượng ơi, con khổ quá, khi nào con mới buông được cái khổ của con?
Thì hòa thượng nói, nếu con cầm một ly nước sôi, nó nóng bên tay phải thì con làm gì? Dạ con sang tay trái. Nó nóng quá bên tay trái thì con làm gì? Dạ con sang tay phải. Nếu một lúc nào con chịu hết nổi, con làm gì? Nó dạ buông chứ làm gì nữa giờ. Thì hòa thượng nói, vậy con khi nào con mỏi con tự con buông chứ hỏi thầy sao thầy biết. Tự mình phải hiểu được. Mình nắm một hồi, cuối cùng mình tưởng mình khôn, nhưng mà cuối cùng buông mới là người trí. Người trí là cái trí ở chỗ nào? Trí ở cái chỗ là biết rằng tất cả các sự việc trên đời này mình thủy chung không nắm được gì hết. Mình nói là trời ơi, trong tay tôi nắm cả triệu, có đâu, trong nhà băng. Còn nếu như mình mà trí tuệ nữa là mình mặc dù mình có cả triệu, nhưng mà nếu mình ngưng thở thì cũng có nắm trong tay mạng sắp với tiền vàng bạc. Thường thường mình đi mấy cái đám mà người ta hay làm sẵn giấy tiền vàng bạc, người ta quan niệm á, người sắp chết á, nên để vô tay họ một xấp giấy tiền vàng bạc cho họ cầm trong tay rồi họ có tiền để đi. Nhưng mà mở ra giấy không chống à. Rồi in số này kia kia nọ. Mình muốn làm gì mình làm không sao hết. Nhưng mà thực tế trong cuộc đời này mình không có nắm được gì hết. Mình có tạo ra được bao nhiêu thứ nhưng mà thực chất là mình không nắm được. Và thậm chí mình đang đi một chiếc xe cả 100,000, hỏi xe của ai? Xe của tôi. Và thậm chí tôi đứng tên, nhưng mà thật sự chiếc xe đó trả chưa hết, pay chưa off, thì chiếc xe đó cái tên trên cái tờ giấy là gì? Tạm hay thiệt? Tạm thôi. Mình mua nhà mà cái mortgage mình chưa trả hết thì tờ giấy cũng có tên mình vậy, nhưng mà nhà băng họ chưa trả mình hết cái giấy tờ đâu. Khi nào mình thật sự mình pay off thì mới có. Cho nên Pháp Hòa ở chùa ha, mỗi lần Pháp Hòa ghi tên cầu an cầu siêu, xin đại thưa, xin sám hối đại chúng. Pháp Hòa có một cái quán à. Tên mà ghi trên cầu an á là tạm, danh sách này mới mãi nè. Cứ hễ năm mà mình tới cái mùa Vu Lan, mình nhận một số danh sách cầu an, tới hồi Vu Lan năm sau, ủa sao vài tên chuyển qua đây rồi. Như vậy thì cầu an là tạm, cái danh sách cầu an chỉ là tạm thôi, mà cái danh sách cầu siêu mới là mãi mãi đó, vĩnh viễn đó. Cho mình hiểu được như vậy thì khi mình chưa tu, mình thường nghĩ, mình nghĩ rằng biết níu giữ mới là khôn ngoan. Nhưng tới hồi mình ngộ ra chân lý rồi thì gì? Mình biết rằng buông bỏ mới là người có trí tuệ. Cho nên giữa cái tu và cái chưa tu. Vậy tu không có phải là mình gõ mõ tụng kinh được, mình được quyền hết, không có sao hết. Nhưng mà cái quan trọng nữa là chúng ta có đủ cái tư duy, chúng ta có đủ cái quán chiếu để chúng ta buông bỏ. Mà buông bỏ thì tự nhiên cuộc sống mình nó nhẹ ra. Và nhẹ ra thì là tu chứ gì đâu. Hồi đó mình chưa có phải nhẹ như vậy đâu, tại mình cố chấp lắm. Mình cố chấp lắm. Cho nên cái chữ xả trong Phật giáo đó, xả nghĩa là gì? Không có chấp. Không có chấp là xả. Chứ không phải đợi ôm mấy chục năm rồi bắt đầu mới kiếm cách xả. Cái đó xả nhưng mà nó còn dính. Tại vì mấy chục năm mà nó dày lắm. Muốn xả không phải dễ. Khi chưa tu, ta thường nghĩ rằng người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi tu rồi ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn. Mình nghĩ mình thu gom mới nhiều, nhưng mà thật sự ra mình cho mới giàu. Tại vì mình gom nhưng mình gom nhưng mà nó cũng chừng mực thôi. Còn mình chia sẻ, mình trang rãi cái giàu có. Nhất là tuệ giác. Ví dụ như giờ đại chúng con đồng, quý vị cho hoàng đồng, cái hoàng con đồng và đưa lại đồng, thì hai người cứ làm sao, cứ đồng đưa qua đưa lại thôi. Nhưng mà nếu cái gì Pháp Hòa hiểu biết á, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, và đại chúng có hiểu biết gì đại chúng chia sẻ với Pháp Hòa, thì có phải hai người mình tăng không? Cái sẵn có với thêm cái của người khác. Cho nên tuệ giác học hỏi không bao giờ nghèo, nếu mình biết chia sẻ. Cho nên á, Phật giáo có thất thánh tài á, người đời thường quý bảy thứ tài sản: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, xích châu. Bảy thứ mà người đời quý,
Nhưng mà người tu tập á, thì quý bảy thứ, trong đó là tính, văn, tàm, quý, tuệ, định, niệm. Nếu mình có được bảy thứ tài sản đó, thí dụ như mình có một tài sản biết lắng nghe, ai nói cái gì mình phải lắng nghe, nghe cho trọn thì mình hiểu được hết câu chuyện, mà nghe không trọn thì mình hiểu không hết. Mình thiếu đi một cái tài sản, một khả năng rất lớn, đó là biết lắng nghe. Cho nên nếu hôm nào mình phát hiện ra sau lúc này mình chịu khó lắng nghe, biết lắng nghe là mình biết rằng mình đang có một tài sản của Bậc Thánh. Tài sản của Bậc Thánh là biết lắng nghe. Cho nên mình mới đưa Đức Quan Âm lên là một biểu tượng của Bồ Tát biết lắng nghe. Mình đưa Đức Phổ Hiền lên, một Bồ Tát thực hiện mọi cái hạnh nguyện. Mình đưa Đức Văn Thù lên, một Bồ Tát của trí tuệ. Cho nên tất cả Phật Bồ Tát, hình tướng quý vị thấy, tên gọi là một biểu tướng, một biểu tượng, để cho chúng ta nương vào đó, chúng ta đi trọn trong cuộc sống này. Tại cuộc sống này không phải chỉ thương không là đủ, không phải chỉ cần Đức Quan Âm không là đủ, mà cuộc sống này cũng cần Đức Văn Thù Sư Lợi, biểu tượng của trí tuệ. Cuộc sống này cũng cần biểu tượng của Đức Địa Tạng, tượng trưng cho đại nguyện kiên trì. Giống như mình gặp nhau, mình nói thương nhau mà mình không chịu làm gì nữa hết á. Thương nhau là hạnh nguyện của Quan Âm rồi, nhưng mà thôi giờ thêm đức hạnh nguyện của Phổ Hiền coi. Đi làm về, vợ cũng làm, mình cũng đi làm, về thấy cái xin chén chưa rửa, xăng tay vô rửa. Thấy nồi cơm hết chưa nấu, mình nấu nồi cơm phụ. Làm được việc gì giúp cho vợ, sau khi đi học đi làm về, vợ về thấy cái không khí mát mẻ của nhà bếp, sạch gọn của nhà bếp, tự nhiên cũng phấn khởi. Vợ cười hoan hỷ, Di Lặc có mặt, say qua cảm ơn Bồ Tát Phổ Hiền. Hỏi sao mà anh làm gì rửa chén cho em vậy? Tại anh thương sợ em cực khổ, lát về nấu cơm. Quan Âm nhận ra được rằng một lát, một đống chén chưa rửa, một nồi cơm chưa nấu, đống rác chưa hốt, ngày hôm qua hồi sáng này ăn sáng lật đật quá còn ngổn ngang trên bàn, ý thức được việc đó, làm liền việc đó, Văn Thù Sư Lợi. Một action, một hành động thôi. Chưa tu thì chẳng thấy gì để làm, tu rồi thấy quá trời việc để làm. Có phải không? Tu đó. Có nhiều khi người không muốn làm, hỏi sao không phụ? Tôi thấy có gì đâu làm. Người không muốn làm là không thấy có gì để làm hết. Người mà muốn làm thì đi đâu ngõ nào cũng thấy có việc để làm. Thưa thiệt với đại chúng, nhiều lúc có quà muốn cancel hết các khóa tu, các buổi giảng để nhà dọn dẹp. Tại vì đi đâu mình cũng thấy việc để mình phải làm hết á. Đi ra đi vào, đi trong đi ngoài, đi lên đi xuống, thấy rất nhiều cái phải cần dọn. Cho nên người muốn làm thì tu tập là vậy thôi. Hồi xưa mình chưa khai quang điểm nhãn, thỉnh tượng Phật về cứ nhờ bưng lên chùa, nhờ thầy khai quang điểm nhãn tượng Phật cho con. Tượng mà mắc gì khai quang, tôi cần khai quang cho ông. Tôi cần điểm nhãn cho ông. Cho nên Phật tử mà bưng tượng lên chùa nhờ khai quang điểm nhãn mà nói, rồi Pháp Hòa cũng làm, cũng dễ dễ cho anh ta tin. Nhưng mà cái Pháp Hòa muốn nói á, đây, biết tượng gì không? Dạ, tượng Quan Âm. Thờ Quan Âm là phải nhẫn nại, phải từ bi. Thấy cây này cây gì không? Dạ, cây dương liễu. Dương liễu là tượng trưng cho mềm mỏng, biết uyển chuyển, biết tùy thuận. Bình nước này cam lồ phải không? Trúng độc uống hết phải không? Bình nước này là cam lộ, là thanh lương, là mát dịu, tượng trưng cho dập tắt não phiền. Kể từ hôm nay, gia đình của anh, của chị thỉnh Đức Quan Âm về thờ, nhớ học hạnh từ bi của Ngài, học hạnh nhẫn nại của Ngài, học hạnh uyển chuyển tùy thuận của Ngài.
thờ Quan Âm xong hiểu biết về Đức Quan Âm, khai quang chưa? Khai quang rồi. Điểm nhãn rồi. Cho nên tượng Phật á, mình không có đủ khả năng khai quang điểm nhãn cho Phật, Phật mới đủ khả năng khai quang điểm nhãn cho mình. Còn quý vị muốn đem lên chùa nhờ em khai, em cũng làm. Em không làm đó, em không linh. Nhưng mà cái chúng ta cần phải khai quang điểm nhãn cho người Phật tử khi thỉnh Phật về thờ, bất cứ tượng Phật nào, tượng Phật nào cũng có đề tài để mình nói hết á. Tượng Đức Thích Ca, tượng Đức Di Đà, tượng Đức Quan Âm, tượng Ngài Văn Thù, tất cả biểu tướng của các ngài, từ cái gương các ngài cầm, từ hoa sen. Tại sao Phật ngồi hoa sen? Đơn giản thôi, nhiều thứ để nói, nhưng đơn giản là hoa sen là loài hoa không nhiễm bùn. Ở trong bùn mà vượt bùn thì là hoa sen. Người Phật tử sống trong đời sống biết bao nhiêu những cái trược ô phiền não, nhưng ráng vượt được tất cả phiền não đó để được đi trên hoa sen, ngồi trên hoa sen. Cho nên mình chưa hiểu đạo á, thì mình chưa thấu đáo. Cho nên đạo cũng có, mà thấu đáo về đạo thì chưa. Khi mình tu tập, mình hiểu được rồi, mình thấu đáo được cái đạo lý. Vì chữ đạo bây giờ bắt đầu mình thông ra, đây là đạo lý. Đạo lý để mình sống. Mà Phật giáo là cung ứng cho mình, cho con người. Cho nên nơi nào còn con người khổ, nơi đó có Phật giáo. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Quý vị có nhớ mấy câu đó không? Ngoài tham lam sân hận ngập trời, ở bên ngoài đó tham lam sân hận ngập trời, nhưng mà chỉ cần có gì, có cái gì, phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ đó nó tối tăm, nhưng mà chỉ cần bật ánh đèn lên là cái tối tăm ngàn năm đi nữa nó cũng sẽ mất. Nếu cái phòng đó, cái nơi chốn đó 1000 năm tối tăm, nhưng mà chỉ cần một ánh đèn lóe lên thì bóng tối phải xua tan. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật của mình, ngồi ở gội Bồ Đề, một ánh sao mai vừa mọc, đạo cả viên thành. Đi xuất gia thì đi trong đêm tối, mà thành đạo thì khi bình minh vừa tỏ rạng. Đặc biệt không? Vậy vì khi nào đêm tối thì con người mới lóe lên cái ánh sáng, cái giác ngộ. Cho nên nhiều lúc khổ đau cũng chưa chắc là không tốt. Nhờ có khổ đau cho nên mình mới ý thức. Cho nên có một hòa thượng nói một câu rất chân lý, không? Tu không phải hết khổ, hết khổ lấy gì tu? Nghĩa là mình tu để mà mình nhận diện nó, để mình ôm ấp và vượt khổ. Chứ còn cuộc đời này, hết khổ này tới khổ khác, hết đau răng tới đau chân, hết đau chân tới đau lưng. Đó, mua thuốc dán, dán cái lưng, dán cái chân, nhưng mà đâu mua thuốc dán được, dán cái miệng nó nhức răng, nhức răng không dán thuốc dán được, phải thuốc khác. Cho nên khi mình chưa có tu tập thì mình không thấy cái gì để phải quan tâm. Nhưng khi tu tập rồi thì thấy nhiều thứ thể. Chữ quan tâm là không phải dính bận, mà là chúng ta biết sống, biết hành xử. Khi tưa tu, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi tu rồi ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình. Mình nghĩ mình vượt qua người khác mình mới mạnh, nhưng thật sự không phải. Mình thắng ngàn quân ở bãi chiến trường không bằng tự chiến thắng mình. Vì chiến thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Quý vị có tin là thắng mình khó không? Khó lắm. Nổi một cái chuyện tham thôi. Đó, mình đang đi làm nè, tiền lương bổng cũng đầy đủ để sống bình thường, rất là hạnh phúc, rất là bình thường. Nhưng nếu có ai đó đến rủ mình hùng hạp một cái chuyện làm ăn mà mình cảm thấy như là trời ơi, nó dễ còn hơn uống nước nữa, đưa tôi 100 đi, tuần sau lấy 5000,
Trời ơi, nếu mà nó dễ vậy người ta về người ta kêu bà con quyến thuộc người ta chứ làm gì tới phiên mình. Vậy mà cũng nghe. Thiệt sự đại chúng là rất nhiều em trẻ, bạn trẻ lên nói chuyện với Pháp Hòa mấy cái việc đó. Thì Pháp Hòa đâu có làm gì được, Pháp Hòa chỉ hỏi một câu thôi. Sau khi mà em thất bại như vậy á, thì em có ngộ ra được một cái gì ở nơi mình không? Tại sao mình khổ như vậy không? Chỉ vì một cái gì? Cái tham thôi. Em vẫn đang đi làm bình thường, tiền lương bổng em đủ sống mà. Em đâu có... Thật sự ra nếu mình sống bằng lòng với cái tiền lương đó là mấy chục ngàn mình để trong ngân hàng nó vẫn còn nguyên đó. Nhưng chỉ vì một chữ tham thôi. Mà bây giờ nè, tiền nhà băng không còn đồng nào. Rồi đi mượn thêm người thân ngân hàng phải trả nợ nè. Rồi vợ chồng phải lấn cấn với nhau nè. Rồi bạn bè bắt đầu xỉ vả mình vì trả tiền không đúng hạn. Chỉ vì một chữ thôi. Thì cái điều đó đó, Pháp Hòa ví dụ với cái em đó. Pháp Hòa nói á, ví dụ như em ăn một cái món ăn mà em biết là em không ăn được, nhưng mà tại vì em tham ăn, em ăn vô rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra trong cơ thể của mình? Đau bụng, bệnh tật. Có nhiều lúc chỉ một miếng ăn thôi mà mình bệnh. Bệnh không phải một cơ thể mà hai ba bộ phận trong cơ thể nó ảnh hưởng đến mình. Chỉ vì một miếng ăn. Nhịn ăn mà khỏe. Chứ cuộc đời này không phải ăn nhiều là tốt đâu. Có những lúc mình nhịn ăn mình mới khỏe. Cho nên bữa nào quý vị cảm thấy mệt, nhịn ăn, nhưng mà vẫn uống nước. Uống để nó thanh lọc. Uống để thanh lọc cơ thể. Nó tẩy ra hết những cái nó đang chứa trong cơ thể mình, trong bao tử mình. Chừng 2-3 ngày muốn học cái công thức thanh lọc cơ thể, mình có thể tìm những cái cuốn là thanh lọc cơ thể. Người ta có những cuốn sách người ta chỉ dẫn cho mình cái cách thanh lọc cơ thể qua cái sự nhịn ăn của mình. Tại vì mình ăn nhiều thì mình sẽ chất chứa quá nhiều và nó không tiêu hóa kịp, bắt đầu nó phát bệnh. Thì khi mà mình chưa tu, nghĩa là mình sống mà mình nghĩ rằng mình vượt qua được người. Thí dụ như nè, mình lái xe, trời ơi, mình lái xe mình lấn được một chiếc cho mình mừng húm vậy đó, mà ra được tới đường mấy chục chiếc ở đằng trước, cả trăm chiếc đằng trước, hơn có một xe thôi mà mừng dữ lắm. Nhiều lúc vậy đó, thì mình ra được tới ngoài á, mình ra được đi, rồi cuối cùng mình nhận ra được chân lý cái gì, mình hơn được một người, mình vẫn đứng sau cả trăm cả ngàn người. Tại vì thủy chung cuộc đời này, cái trước sau nó không hết. Mình thấy mình trước mà thiệt trước mình còn có trước. Mình thấy mình sau nhưng mà thật sự sau mình còn rất cái sau. Vừa rồi Pháp Hòa giảng cho mấy em trẻ trong một khóa tu mùa xuân. Thì có một em hỏi Pháp Hòa chứ, how to control our temper, hay là control những cái desire. Thì Pháp Hòa mới nói, thường thường mình không có sử dụng cái chữ control nhiều. Tại vì control nghĩa là gì? Là một hình thức mình đè nén, cố gắng. Nhưng mà Phật giáo mình tu tập là mình tiếp nhận nó xong cái mình manage. Nghĩa là mình vẫn ăn chứ không có nhịn. Nếu mình cố mình ăn được mà không cố ăn thì mình bệnh. Ăn mà ăn vừa chừng. Cuộc sống của mình đó là quan trọng là moderate, tức là mình quân bình cái ăn cái mặc. Không phải là mình hành thân ép sát để gọi là tu. Không phải một ngày mình phải hành trì bao nhiêu đó gọi là tu. Được, nhưng mà nếu mình cảm thấy mình mệt mỏi, mình cực nhọc với nó thì cái pháp đó nó không phải là cái pháp mình tu. Nếu mình quân bình trở lại đi, mình vẫn tu vậy đó. Ví dụ như người ta có khả năng người ta lại Đức Quan Âm 500 lại một ngày, gọi là ngủ bách danh Quan Âm. Bây giờ sức khỏe mình không có, mình lại được 200 thôi. Thì mình cứ lại 200, rồi mai mình lại nữa. Cái quan trọng là mình tu làm sao mà nó vừa chừng cái tầm khả năng và sức khỏe của mình, để mình còn duy trì được sự an lạc, sự khỏe mạnh. Chứ không phải là mình làm bao nhiêu để lấy điểm. Chưa bao giờ nghe ai thành Phật
mà nhờ ăn chay bao nhiêu ngày, nhờ tụng bao nhiêu bộ kinh đó. Điều đó tốt, ăn được chừng nào tốt chừng nãy, nhưng đừng có dính mắc với nó, đừng có nghĩ mình phải làm, mà cái control là mình phải cố gắng mình manage thôi. Ai cấm mình không có nhu cầu, nhưng mình nhu cầu thì nó đỡ hơn tham cầu. Cho nên Pháp Hòa thì thường các bạn trẻ, hồi đó Pháp Hòa dưỡng mấy bạn trẻ đó, một tuần cho chơi game một lần. Nhưng mà Pháp Hòa không có dẹp game, tại dẹp đó, nó không có đó, nó tơ tưởng, để đó thấy mà không muốn. Cho nên rồi một tuần lễ chơi game được ngày thứ sáu một tiếng. Từ thứ hai tới thứ năm mà bắt gặp chơi game, thứ sáu trừ điểm trừ là giờ khỏi chơi. Con muốn nào? Phải không? Nếu mà con hoặc là phạt nặng nữa là 2-3 tuần không được chơi. Cho nên có nhiều người á kẹo để đó, nhưng mà không được ăn bừa bãi. Nghĩa là để đó khi nào tới giờ tới phút được ăn. Có nhiều người còn rõ ràng hơn, bên cạnh hũ kẹo có cây roi. Trời, khi mình chưa tu và khi mình tu. Vậy thì cái chữ tu ở đây là gì? Tỏ sáng. Và có thể mình điều phục được tất cả những tâm ý của mình. Cho nên thí dụ như mình vẫn tiếp xúc, nhưng mà mình tỏ sáng được cái tâm ý đường tu của mình, cho nên mình tiếp xúc mà không dính mắc. Và giữa cái người hiểu và cái người chưa hiểu, với giác và mê là vậy, tu và chưa tu nó chỉ vậy. Chứ không tu rồi không có làm gì ghê gớm hết á, nó chỉ chuyển cái cách thôi. Chưa tu thì đụng gì cũng ăn, thí dụ vậy đó. Tu rồi ăn theo món, theo sức khỏe. Chưa tu chuyện gì mình cũng nói, tu rồi nói những gì liên quan đến mình và nói những gì thiết thực. Đơn giản vậy thôi. Cho nên khi mình chưa tu, mình nghĩ rằng cái mạnh mẽ của mình là hơn người khác. Nhưng mà khi tu rồi mình phát hiện ra mạnh mẽ của mình là khi mình có thể vượt thắng được chính mình. Hồi nhỏ Pháp Hòa học một vị hòa thượng viết trên bàn học của mình một câu: con có thể thắng rất nhiều người, nhưng không quý bằng con tự thắng con. Tại vì tuổi trẻ thì mình sao? Nóng nảy, bồng bột và rất là nhanh nhẩu. Đó là tuổi trẻ. Nhưng khi mà mình nhanh nhẩu, mình bắt gai thời gian rồi đó, gai nhiêu ta nhổ hết trơn, riết trụi lơ. Phải không? Thành thử lúc đó cuộc đời nó dồi dập, nó dồn dập mình, nó nhồi mình, tự nhiên bắt đầu mình đầm xuống. Cho nên quý vị thấy rõ ràng, chẳng hạn như các vị mà ở khoảng tuổi 40-50 rồi, có phải thấy bây giờ mình sống chậm hơn hồi mình 20-30 không? Sống chậm hơn. Tại vì bây giờ cuộc đời này mình thấu đáo hơn rồi, nhưng mà mình thấu tới 50 thôi à. Mà sao mẹ của mình 70 tuổi lại nhẹ nhàng hơn mình nữa? Tại vì mẹ có tới 70 năm thấu đáo rồi. Không? Cho nên á, trái cây mà càng già càng chín thì nó làm sao? Càng ngọt. Trái cây mà càng già càng chín thì càng ngọt. Mà trái cây mà nó còn sống nhăn thì thấy nó giòn, nó xanh tươi vậy đó, nhưng mà thật sự cái chín ngon của nó có không? Không. Thì người xưa người ta lấy cái đó để làm ví dụ gì? Ví dụ cho người lớn tuổi. Một người lớn tuổi thì người ta có đủ kinh nghiệm của cuộc sống, có đủ những cái nhìn xa, nhìn thấy vậy đó, héo héo vậy đó, giống như xoài vậy, thấy da nhăn nhăn héo héo vậy không, mà ngọt ăn thì rất ngọt. Người già thấy vậy chứ, người ta có những cái sâu sắc, những cái thâm sâu, những cái kinh nghiệm. Còn mình trẻ không đủ. Trẻ thì bất quá nhìn rất xanh, ăn thì rất giòn, nhưng mà thật sự nếu nói cái ngọt, cái mịn màng của trái cây đó không bằng. Cho nên thường nó chín cây ngon hơn chín ép. Đơn giản vậy thôi, là người ta lấy trái cây ra tới ví dụ. Và Đức Phật còn thiết thực hơn là Đức Phật nói trên đời này có bốn dạng trái cây. Có những cái nhìn ở ngoài xanh ngon nhưng mà ăn vô chua lòm.
Có những người ở bên ngoài nhìn sống mà trong chín, có những loại trái cây ở ngoài nhìn chín mà trong sống, có những loại nhìn ở ngoài sống ở trong cũng sống, có những loại nhìn ở ngoài chín mà ở trong cũng chín. Người ta cũng bốn dạng người. Có những người thấy bên ngoài fantasy, nhưng mà đụng vô rồi mới biết, thấy trong ở ngoài thì chín mà ở trong sống. Giống như cơm vậy đó, bật lửa mình nấu, nấu xong bật lên cái mình kêu là chín. Nhưng dám bảo đảm không? Trừ khi nào dở nồi cơm ra, nhìn vô nồi cơm, thậm chí xới cơm và thậm chí bốc cơm ăn thử, để mới biết là nó thật chín hay không. Chứ đừng lầm bấm nút là nó chín. Có đôi khi cơm gạo nhiều quá, nó vẫn đúng giờ nó bật lên, nhưng mà nó không chín là vì quá nhiều gạo, hoặc là ít nước, hoặc là cái nồi nó hư, nhiều thứ lắm. Cho nên Đức Phật nói, có những loại trái cây nhìn ở ngoài thì sống, mà ở trong thì lại chín. Nhưng mà có những loại trái cây nhìn ở ngoài chín mà ở trong sống. Người ta cũng vậy. Có những người bên ngoài nhìn rất là tươm tất, ngọt ngào, nhưng mà thật sự bên trong không có, không được như vậy. Đức Phật có rất nhiều những bài kinh ví dụ như vậy. Và khi mình càng đọc, mình thấy Ngài nhắm tới đời sống của chúng ta, để Ngài đưa ra những ví dụ nó thiết thực cho cuộc sống. Cho nên chữ tu trong Phật giáo nó không có cái nghĩa là chỉ thuần ở cái mặt là tâm linh, tụng kinh, ngồi thiền, gõ mõ, niệm Phật, có, chứ không phải là không nha. Nhưng mà cái mặt thiết thực của nó là chúng ta có thật sự chuyển hóa, thay đổi cái nhìn, cái sống, cái tư duy của mình. Nãy giờ mình học 2-3 câu đó, mình thấy rõ ràng nó liên quan đến cái sống, cái tư duy và cái nói. Thí dụ mình một cái tư duy là mình nghĩ mình mạnh mẽ là khi mình lấn áp người ta, nhưng mà thật sự không phải. Cái mạnh mẽ của mình là mình thắng được những cơn nóng giận và thắng chiến, thắng chính mình. Tại vì trong mình vẫn có tham, có sân và có si, chúng ta thắng được nó. Khi chưa tu, ta thường nghĩ kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi tu rồi, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái. Chưa tu thì nghĩ nói nhiều là người thông minh, tại nói nhiều để biểu lộ sự thông minh. Nhưng mà cái người mà người ta thông thái thì ta biết nghe nhiều hơn nói. Cho hồi xưa có một cái người đó, người ta làm một cái bộ tượng, ba tượng. Thì ông lấy cái sợi dây kẽm á, ông đút vô cái lỗ tai của một cái tượng á, ông hỏi đệ tử coi tượng nào quý, tượng nào giá trị. Thì có một cái tượng á, đẩy cái sợi dây kẽm vô á, thì cái dây kẽm nó đi theo cái miệng nó đi ra. Rồi có một cái tượng khác đẩy cái sợi dây kẽm vô, nó đi theo bụng nó đi xuống. Thì ông thầy hỏi giờ hai tượng này tượng nào quý. À, thì ông thầy mới giải thích cái tượng mà nó vô nó nghe ở đây ra ở đây, tượng này nó không khó gì trọng, vào tai là ra miệng. Người này không phải là người sâu sắc. Người sâu sắc là biết nghe rồi biết lấy những cái nghe đó tư duy, quán chiếu, nhìn ngó để mình xác định cái mình nghe. Còn người mà chỉ có nghe và nói liền, người này hấp tấp, bợp chợp và không đủ khả năng tư duy, và lời nói họ chỉ nghe đâu nói đó mà không có tư duy. Có nhiều lúc á, cũng một câu nói đó, nhưng cái người kia nói chưa có được chánh niệm. Mình là người nói lại cho bạn mình nghe, mình phải lọc lược cái lời nói đó để làm chi? Để không làm sự mít lầm, sự không tạo nên cái sự bất hòa giữa người này với người kia. Người như thế mới là người tu. Mặc dù người kia họ nói rất khó nghe, nhưng qua tai mình phải gọt gãy lại. Mình làm sao cho cái message đó, cái tin nhắn đó, cái thông điệp đó đi tới người bạn thứ ba, nhưng mà
nó không có phải chát chúa như cái lời đầu tiên mình nghe. Tại vì mình biết nếu mình lập ý như vậy là sự việc này nó sẽ hư hơn. Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa nghĩ rằng á, người mẹ và người vợ á, nếu mà giữa hai cha con mà gây gổ với nhau á, người mẹ mà cần nói cái gì với người cha qua thông điệp của người con, có bao giờ người mẹ nói thật hết những gì mà ông già nó mới nắng đó đâu. Người mẹ mà tới đứa con rồi là gọt lại hết những cái gì mà ông mắng mỏ thằng con đó, nói gọt lại hết, mà thậm chí ông còn bà còn thêm gia vị nữa. Ba con nói con vậy chứ ông thương con lắm, ông nói ông lo cho con ông mới lo chứ, mà thật sự là nãy ông đâu nói vậy, ông nói thằng quỷ này đâu chết khúc cho rồi. Nhưng mà mẹ nào đi nói vậy với con, ba mày nói mày vậy không? Tại vì sao? Vì người mẹ có tình thương, có tuệ giác. Mà tình thương và tuệ giác là sự tu tập. Mình không cần phải nói chữ tu gì hết, nói đạo gì hết, nhưng mà nếu mình có đủ cái trí tuệ để mình gọt những cái lời nói đó lại, để mình đưa cái thông tin cho một người khác, nó phải khác chứ. Không lẽ bây giờ xin phép đại chúng, thí dụ người ta tặng mình ăn gì, mình trước khi mình đưa cho cả nhà mình ăn, mình có lấy cái muỗng mình ném miếng không? Ném chi? Coi mặn, ngọt, cay, xé làm sao để bắt đầu mình gia vảm lại. Trước khi mình, trời, người ta nấu bún huén rất là ngon, nhưng mình ném vô mình thấy cay quá, giờ cho con mình ăn không được. Một là không cho nó ăn, hai là phải thêm nước, thêm sau đó để cho con mình nó không quá cay. Đơn giản vậy thôi. Trước khi mình ăn gì mình ném miếng, để mình biết cái người mình sắp cho ăn họ có ăn được món này không. Có thể nó quá ngọt, quá mặn, quá lạc như thế nào đó, quá cay như thế nào đó. Thì cái người tu tập nó cũng y chang như vậy thôi. Thì hôm nay một lần nữa Pháp Hòa được thăm đại chúng, mình không nói việc gì quá xa vời, nhưng mà chúng ta nói một cái việc rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Và đại chúng cứ nhớ là cái chữ tu nó không phải là một cái gì mà chúng ta cao quá mình với không tới đâu, mà chỉ cần chúng ta trở về, chúng ta nhận diện chúng ta cần làm gì cho cuộc sống của mình nó an lạc hơn, nó thanh thản hơn, nó thanh tịnh hơn, tự động mình phải làm thôi. Giống như mình bước vô nhà mình thấy quá trời rác, tự động mình phải biết mình phải dọn như thế nào để cho căn nhà này nó sạch, nó gọn. Điều đó không cần phải đặt cho ai cao xa gì cả. Người nào cũng muốn nhà mình sạch, nhà nào cũng muốn, người nào cũng muốn nhà mình mát mẻ, sạch gọn, gia đình hạnh phúc. Thì tự chúng ta phải cắt xén, thêm thắt làm như thế nào trong cái chánh niệm từ bi, tình thương và hiểu biết của mình. Tu như vậy, tu hoài, tu mãi và tu không chán. Và không cần phải ráng tu. Không ai nói để tu ráng sống để nhà tu hạnh phúc. Không ai, hạnh phúc là một cái việc nó rất bình thường trong cuộc sống. Chỉ quan trọng là anh có into, có được với nó hay không thôi, chứ đâu cần làm gì đâu. Tu tập cũng như thế. Thôi chúng ta hết giờ, cảm ơn đại chúng. Thưa đại chúng, mà ngày mai sáng theo chương trình là Pháp Hòa được gặp đại chúng lần nữa, thì những câu hỏi của hôm qua với hôm nay mình sẽ để lại để làm cái buổi sinh hoạt cho sáng ngày mai. Tối nay như vậy cũng đã đủ, và để đáp ứng một yêu cầu thôi. Con nghe Pháp Thầy được 15 năm hơn, và lần đầu được gặp Thầy trong hiện thực. Mong hôm nay Thầy hát cho con xin một hát cho con một bài. Vậy thôi, mình đáp ứng thôi ha. Xin cúng dường đại chúng bài Sinh Sự. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh?
nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh hơi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hàng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, dựng tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Bài hát rất là đơn giản, chỉ có hai chữ sinh sự và sự sinh ha. Đại chúng mình học bài này để mỗi khi mình sắp sửa sinh sự với ai, hay là mình nói tại anh sinh sự không, bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Và xin cúng dường đại chúng một câu vọng cổ. Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được, cho lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tượng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi lắm, khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. 9 tháng cu mang với 10 ngày lẻ, mẹ đã xớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca con của mẹ đã mở mắt chào đời, biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã đến bờ với niềm hãnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tà, vui vì con mình nay đã sởn sở ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là âm lạnh sẽ riêng con. Dạ, giữ đúng lời hứa một câu thôi. Trời, xin đại chúng chắp tay đọc theo Pháp Hòa nha. Pháp môn xin nguyện học, pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên, quả Phật xin chứng nên. Cảm ơn đại chúng, và theo chương trình ngày mai sáng có qua gặp đại chúng ở chùa Viên Thông tại hội trường này, và chiều ngày mai lúc 6 giờ thì ở chùa Hương Lâm. Đó là hai thời của ngày mai. Cảm ơn đại chúng. Cho nên mỗi ngày đi qua là mỗi ngày mình thấy mình đi dần tới cái bế mạc. Cũng giống như mỗi ngày đi qua là mình thấy rằng mình đi dần tới cái chỗ già, chỗ chết. Thí dụ như bây giờ đại chúng mình sống trong chùa đây mấy ngày, mình nói trời ơi sao 10 ngày tôi thấy nó dài lê thê, là tại vì mình không chấp nhận được cái hoàn cảnh. Cho nên cái chữ nhẫn á, không phải chỉ nhẫn giữa con người với con người,
mà chúng ta còn phải chịu đựng được hoàn cảnh. Chịu đựng được hoàn cảnh gọi là pháp nhẫn. Chịu đựng con người thì gọi là sanh nhẫn. Người sống ở trên đời này ai mà không cần phải có hai cái đức nhẫn đó. Nhẫn giữa con người và nhẫn với hoàn cảnh. Quý vị biết là bây giờ mình giải quyết cho 700-800 người ở làm sao đây? Ở dưới trại đường, ở dưới cái basement của chánh điện này, rồi mình gọi là cái gì đó, cư xá Trúc Mây Thiện Hòa. Thiện Hòa gần 200 người. Tại vì mình có tới ta gần 800 người thì bây giờ phải giải quyết. Đến khi mà mình biết rằng mình thiếu, bắt đầu phải đi mua thêm giường, đi mua thêm nệm. Mà may là năm nay á, mùa đông vừa rồi là kiếm tìm mua được thêm 400 cái mền mà vẫn không đủ. Rồi ngày hôm bữa rồi, sát ngày rồi 2 giờ sáng Pháp Hoa còn chạy về Trúc Lâm đem mền lên nữa mà. Nhưng mà có những người á, người ta đứng ở sân khấu, người ta chỉ kéo màn, người ta pha ánh sáng, người ta nhắc tuồng, mình không thấy được sự họ có mặt của người đó trên sân khấu. Nhưng mà nếu không có những người đó thì cái tuồng hát đó không thể diễn một cách tốt đẹp được. Quý vị biết là phía sau quý thầy, hay là quý vị chỉ thấy có Pháp Hòa, có thầy viện chủ, có vài vị trong ban tổ chức. Nhưng mà có những người, người ta làm những Bồ Tát mật hạnh âm thầm. Họ là những người kình sơn trì sử, biến hư không giới mà không ai thấy. Kình sơn là gì? Khiêng cả cái núi. Trì sử là cầm chỉ một cái chai. Họ khắp hư không này nè, nhưng mà mình đâu có thấy. Tại vì 30 mình mới tới, 31 mình mới tới. Nếu mình tới 15, 16 tháng 7, 20 tháng 7 thì mình sẽ thấy. Những vị gọi là kim căn mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới này. Cho nên những cái câu trong kinh đó là sự thật, chứ không phải là không có trừu tượng đâu. Rồi bây giờ ví dụ như giờ chỉ cần buổi trưa mình ra mình có tô sạch mình ăn, mà mình đâu biết rằng mình ăn xong mình về phòng mình ngủ trưa thì có những vị người ta phải khiêng nồi, cầm chén, rửa muỗng, rửa đũa, đứng cả giờ, 2 giờ đồng hồ. Có một vị giới tử nữ trong đây mà biết, bà rửa chén đến sốt luôn đó, mới đỡ ngày hôm qua đó. Mà không phải một người mà 2-3 người luôn. Cho nên á, Pháp Hòa nói như vậy không có phải để cho chúng ta feel bad, cảm thấy là mình không phải. Pháp Hòa không có ý đó. Chỉ để cho đại chúng có thêm năng lượng tu hành, chịu khó khắc phục những cái khó, những cái hoàn cảnh bên ngoài, để mà mình đặt cái nguyện của mình lên trên. Mình tới đây tu chứ không phải tới đây để phiền não. Nhiều khi bạn gần với nhau, ngủ gần với nhau, ngồi gần với nhau, chung đụng làm việc với nhau, ít nhiều cũng có một hai cái phiền não. Thôi nhớ những cái đó chỉ là những cái nhỏ nhỏ thôi, không có quan trọng. Vì mình không thể nào bỏ thời gian, sức khỏe, tiền của mình đến đây chỉ để ôm một mớ phiền não rồi đi về. Chờ Pháp Hòa hôm trước, Pháp Hòa có thưa với quý thầy, quý sư cô, xin quý ngài nâng đỡ cho Phật tử. Pháp Hòa trong buổi họp là Pháp Hòa phải thỉnh mời quý ngài chia phiên để mà hướng dẫn cho Phật tử từng chút từng chút. Rồi thậm chí phải thỉnh quý ngài làm cái người đi giám niệm tuần liêu. Ở trong chùa đó nó có một cái danh từ gọi là tuần liêu. Chữ tuần nghĩa là đi tuần, đi tra, đi thanh tra. Liêu là phòng. Theo cái lệ là mỗi tối đi ngủ á, là phải có một người đi các liêu phòng để nhắc nhở đại chúng không nên nói chuyện, không được làm ồn. Rồi các vị mới bàn với nhau là ngày xưa là mình cầm, ở hồi xưa là người ta cầm cái bọc bảng, cái bảng gỗ á, ta đi ta gõ, cốc, cốc, cốc.
dọc dọc mấy cái liêu ở trong mà nghe được tiếng là biết là có người đang canh mình ở trong, ở ngoài á, trong này mà lo mà trùm mình mà ngủ sớm. Bây giờ mình ở đây mình cũng có cái bảng đó, thôi bây giờ mình thỉnh cái chuông, thay vì mình cầm cái linh mình lắc, thay vì mình cầm cái linh mình lắc, là cầm cái linh mình lắc thì sợ nó cái tiếng nó động nhanh, nó mạnh, nó ồn. Thôi giờ đưa cái chuông. Tối hôm qua quý ni sư, quý vị biết là những vị mà đi đó là các bậc ni sư làm viện chủ trụ trì không, chứ đâu phải là những người, những vị sư cô mới tu đâu. Vậy mà qua đến đây là nhận lãnh trách nhiệm đi tuần liêu cho các vị giới tự. Qua hỏi cái chuông, qua đưa cái chuông đâu chừng nửa tiếng sau thấy quay lại hết trơn. Pháp Hòa hỏi sao ni sư? Dạ thôi con trả thầy, con không làm nữa đâu. Hỏi sao vậy? Con tới con thỉnh chuông cũng nói chuyện bình thường. Rồi hỏi sao nữa ni sư? Trời ơi cái chuông ăn thua gì thầy, con tới ngay giường con nhắc luôn. Giờ từ chối không làm nữa, kham không nổi. Bây giờ mới hiểu là chúng sanh, chúng sanh gì? Không dám đâu. Chữ gì nghĩa là gì? Mày giờ có dễ không? Mình không độ được chúng sanh của mình thì làm sao mình độ được chúng sanh ngoài? Chúng sanh ở trong mình là nó chúng sanh gì? Chúng sanh thích, không phải thích đủ thứ. Mô Phật. Chúng sanh của mình là chúng sanh chưa có thuần. Mình sống theo cái tập khí nhiều quá. Mình sống với tập khí của mình nhiều quá. Tập khí của mình là đi ngủ phải nghe nhạc, nghe cải lương, nằm nói chuyện, không? Cái tập khí của mình là thế này thế kia. Mà bây giờ mình vô đây là mình muốn cắt. Mình đang gieo cái duyên Phật Pháp để mình giảm cái duyên trần tục. Muốn gieo cái duyên này phải giảm cái duyên khác chứ. Chứ bây giờ mà mình đem cả một cái khối duyên đời vô đây nữa thì nó lấn. Mấy cái duyên Phật Pháp này nó mới gieo à, bén nghĩa là mọc mầm còn chưa nữa thì làm sao nó chịu nổi. Thưa đại chúng, là đặc biệt những vị nào lần đầu tiên mà tới khóa tu thì nhớ là mình là mới có gieo hạt, gieo duyên mà. Còn á, cái mà ở ngoài đời của mình không phải gieo nữa, mà bây giờ nó thành cây rồi, nó thành cây đại thọ rồi. Mình bưng nguyên cái cây đại thọ này vô, cho nên chỉ cần mình lấn một cái là mấy cái hạt mà mình mới gieo đó cắt tóc để gieo duyên. Nguyện sống không ưu phiền. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc, bởi vì Pháp Hòa là cái người chịu trách nhiệm. Quý vị biết Pháp Hòa mở khóa tu quý vị mới tới, vậy thì Pháp Hòa là cái người trưởng ban tổ chức của khóa tu này. Thì Pháp Hòa thấy rằng mình phải có bổn phận chịu trách nhiệm chăm sóc đời sống tu của quý vị. Mà mình có một cái duyên phước lớn là không phải một mình Pháp Hòa nữa, mà bây giờ mình có cả một cái đoàn thể của các bậc tôn đức trưởng thượng. Những vị đó đều đáng là những bậc thầy của mình hết, chứ không phải là huynh đệ nữa. Ngày hôm, quý vị biết ngày hôm qua tối đó là những bậc ni sư không đó, mà nói theo bên tay chư tăng là những bậc thượng tọa, những hàng thượng tọa. Các vị ở bên Việt Nam đó là có dưới tay đệ tử xuất gia hàng chục, hàng trăm. Vậy mà qua đây cầm cái chuông đi có nửa tiếng lại trả. Cho nên Pháp Hòa xin thưa như vậy, để rồi bây giờ mình á, mình biết mình ham tu lắm, nhưng mà có cái gì đó, cái chúng sanh ở bên trong này nè, nó lấn lướt mình dữ lắm. Nó lấn lướt mình mà nó đôi khi nó làm mình mất tự chủ. Mình có thể nổi nóng một cái chuyện rất nhỏ,
Mình có thể nổi bực với một chuyện rất nhỏ. Ví dụ thôi, y thì đắp y là đắp y nhẫn nhục, nhưng mà cái y mà vừa vặn nhất của mình mới để đây giờ đâu mất tiêu rồi. Nội cái chuyện mất dép thôi nha. Có nhiều vị hỏi thầy, thầy ở đây mà cô ăn cắp nữa hả? Phó hỏi cái vụ gì? Con mất dép. Nói trời ơi, bây giờ cô nghĩ đi, ai mà chôm đôi dép của cô có lọt được khỏi cửa Tây Thiên không? Không lẽ người ta vô đây người ta ôm đôi dép ta chạy bộ đi về? Thì mình mang những cái đôi dép nó thuận tiện quá, nó thuận đôi dép đó, người ta thuận đi đâu ta sọt vô ta đi cho nó gọn. Em xin thưa thiệt, em năm đôi dép mất rồi đó. Mà chính vì em bị mất nên đôi dép cho nên em cũng hóc luôn, ai để sẵn em chịu. Bây giờ tới hồi mà ở trên đây em đang ở trên chánh điện mà, ở dưới chạy lên thầy, thầy cần thể dưới em ra tới là nó đâu rồi. Thôi thì bây giờ con ai sẵn em mượn đỡ. Và khi mà mình bị, trời ơi, không có cái quê nào bị quê nhìn dép. Em bị quê bữa rồi. Bữa nọ chọt cái đôi dép gấp quá, chọt cái đôi dép của một cô, cổ ra cổ nhìn nhìn, thầy thầy đôi dép của con. Xong rồi cổ sợ mình, cổ ngại với mình cũng phải, con xin lỗi thầy, con xin lỗi thầy, tại con có đôi này. Pháp Hòa cũng an ủi lấy mình, dạ không sao, lấy đồ người ta bị nhìn là phải. Thật sự ra nhiều khi mình nghĩ giờ 800 người này như người nhà vậy đó. Nhiều khi cái tâm mình nghĩ đơn giản vậy, bây giờ vô trong này mình ở, mình sống như một người nhà với nhau rồi. Thấy không? Chị Tư mượn đỡ đôi dép chị Tám. Trời ơi, em út mà mượn đôi dép của chị mà chị cũng la nữa. Đại khái vậy. Cho nên thật sự đó, Pháp Hòa mới nói là không có mất ở đâu hết á. Chẳng qua là có những đôi dép của mình mang nó rất là thuận để người ta xỏ vô khi người ta cần đi. Mà thưa đại chúng, mà bây giờ thôi đừng nói mà mình là nào là 2-3 cái cư xá, rồi nào là 3-4 nơi. Ba cái cửa chánh điện này thôi là đi kiếm dép cũng phát mệt rồi đó. Hồi nãy tôi nhớ tôi vô cửa trước mà, mà sao giờ nằm cửa sau? Và nhiều khi tôi nhớ tôi vô cửa sau mà sao giờ nằm ở bên cái cha bếp, thấy không? Thành thử ra khó lắm. Cho nên thưa đại chúng là nếu như mà mình chưa có chăn được cái chúng sanh tâm của mình, cho hồi sáng mình đọc kinh Kim Cang đó, các vị Bồ Tát mà độ chúng sanh vô lượng vô số mà không thấy một chúng sanh nào mình độ, như thế mới gọi là thật độ chúng sanh. Nói về cái hình tướng bên ngoài thì mình giúp đỡ cho bao nhiêu người mà mình không thấy có người nào mình giúp, tại vì tất cả đều là những người mà khi tới mình có khả năng, đủ duyên, đủ hoàn cảnh mình giúp rồi xong. Giống như ngày hôm bữa 31 tay trên này xong rồi là nó quá bận đi. Vậy mà có một số các vị không có lo được cái y, chưa có cái y, dẫn qua bên phòng bên kia thì nó nghẹt phòng ở bến hết, mà người làm thì có 2-3 người thôi. Cuối cùng Pháp Hòa phải nhào vô phụ.
Mà bây giờ Pháp Hòa, quý vị hỏi Pháp Hòa chứ, ví dụ bây giờ bữa nào mà cái cô đó hay cái chú đó gặp lại Pháp Hòa, thầy thầy nhớ con không? Hỏi dụ gì? Thầy giúp con kiếm y á. Em chẳng nhớ ai hết. Tại vì lúc đó là chỉ chú tâm tới làm sao kiếm tấm y vừa kích thước người đó là xong. Cho nên mình độ tất cả mọi người, nếu người đã đến với mình, gặp lúc, gặp duyên, khả năng mình cũng có, cứ giúp mà không cần phải ghi dấu gì hết. Đó là mình nói về bên ngoài. Nói về bên trong, một ngày mình có đếm là mình đã sân bao nhiêu lần mà mình độ cái chúng sanh sân của mình bao nhiêu lần không? Không có, không có nhớ. Bởi vì mình nổi giận nhiều quá rồi riết cũng chẳng đếm nổi nữa. Cho nên có những chúng sanh ở trong người mình, có ai mà bây giờ nhớ bảo đảm là tôi sống được tới bây giờ 60 tuổi tôi đếm là tôi độ được 70 lần sân không? Sân vô cùng, si vô cùng, tham vô cùng. Cho nên cứ hỏi khởi lên là mình độ nó. Cho nên mấy ngày nay đó, quý thầy quý cô độ mình, mình chịu khó độ chúng sanh trong mình chút. Bởi vì quý thầy quý cô là người đang thực tập cho mình hạnh cái tướng oai nghi của người tu. Cho nên thấy mình chưa thuần thì các vị nhắc cho mình thuần. Bởi vì các vị chỉ thấy được cái tướng mình thôi. Đi ngang thấy mình đi nhanh. Giống như có một cô Phật tử cũng nói, trời ơi cái năm đầu tiên của qua của tu 3 ngày là cũng muốn đi về rồi. Chương trình thì liên tục mà lại không cho đi nhanh. Từ phòng này qua phòng kia beng 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 là tới giờ rồi. Mình mới vừa mặc áo vô đi nhanh cái gặp thầy Pháp Hòa cũng đi chậm chậm. Cái tôi phải chậm theo. Lại khá vậy. Mình đều gặp thầy Pháp Hòa mà quý vị còn than chậm, mà gặp thầy Pháp Ân quý vị làm gì? Mà quý vị biết là thầy Pháp Ân là cái gì thầy cũng hơn Pháp Hòa hết đó. Bệnh cũng bệnh hơn, chậm cũng chậm hơn, run cũng run hơn, già cũng già hơn, xấu cũng xấu hơn nữa hả? Cái đó quý vị nói à, em chỉ mồi lửa thôi. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn nhắc là cái chữ nguyện đó. Có nhiều vị nguyện bao nhiêu năm đến khóa 15 mới được đi. Thì cho nên khi mà cái chữ nguyện nó ở trước mặt mình rồi thì những cái khác nó râu ria. Nó chỉ là những cỏ, những ngọn cỏ nhỏ chứ nó không thể là những đại thụ nó cản trở mình được. Cho nên cái chướng ngại á, dẹp được mà cái chướng nạn thì hơi khó. Chướng ngại là những cái gì nó cản trở mình, nó ngăn ngại mình bước xuống mình dỡ nó ra. Nhưng mà cái chướng nạn là nó nằm ở trong. Có nhiều khi cái người đó chẳng là cái gì, nhưng mà bực họ rồi là mình ngồi ăn cơm, mình thấy thay vì mình ngồi ngang với họ là mình muốn ngồi chung dãy thôi để khỏi ngó. Thì cái người đó bây giờ trở thành ra cái chướng nạn của mình rồi đó. Cho nên mình không khéo á, mình chánh niệm không đủ, định lực không đủ, tuệ giác không đủ, thì mình sẽ biến cái tu của mình nó thành ra cái tù. Cái hạnh phúc của mình nó trở thành ra khổ đau. Lẽ ra mình đến hạnh phúc mà bây giờ rốt cuộc hạnh phúc đâu không thấy, mà mình thấy khổ đau, mà mình lại vô tình mình để những cái vặt vãnh, những cái lõ nhỏ đó nó làm khổ mình. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ một chút khó khăn này, dù bất cứ cái gì nó xảy đến mà mình không chấp nhận được thì cái đời tu này chướng duyên nó còn cỡ nào nữa. Cho nên mình nhờ như vậy cái tâm mình nó vững lên, gọi là vững tâm kiên trì. Khi mình đắp chiếc y á, mình phải nhớ đây là y nâu. Chiếc y này nhắc nhở mình
chịu đựng. Bởi vì chữ ca sa nghĩa là hoại sắc. Người Trung Hoa dịch là bất chính sắc, không có cái sắc nào là chính hết, không có màu nào chính hết. Vàng không vàng, đỏ không đỏ là nó màu hỗn tạp. Cho nên người tiếng Phạn gọi là ca sa, người Trung Hoa dịch là hoại sắc. Cái sắc này nó bị hoại đi, hay là nó không thuần túy một màu nào, cho nên gọi là bất chính sắc. Và đắp y này tượng trưng cho đất. Vì đất có thể chịu đựng tất cả nước dơ, nước sạch. Và đất là nơi để mọi thứ nương tựa. Quý vị nhìn, có cây nào trồng mà khỏi mặt đất không? Có cái nhà nào xây dựng mà không mà khỏi mặt đất? Cho nên muốn làm cái gì cũng phải nương vào cái mặt đất này. Cho nên cái mặt đất đó tượng trưng cho tâm của mình. Tâm đó vững chãi, tâm đó kiên trì. Cho nên Đức Quan Âm á, Tam Thân á, một tay Ngài cầm Bát Nhã Tâm Kinh, tượng trưng cho trí tuệ. Một tay Ngài bắt cái ấn kiên định. Người có được cái lực kiên trì thì có được trí Bát Nhã. Người có được cái đức vô úy thì mới có thể vận chuyển pháp luân. Vô ý là gì? Là không có sự sợ hãi. Trong kinh Đức Phật nói, có nhiều người mà sắp sửa đi đánh giặc, đang ngồi trong bàn tán đồ hình đánh trận, tự nhiên lính chạy vô: dạ bẩm quan, bên kia giặc có 100,000 người. Bắt đầu run rẩy. Lát sau: bẩm quan, 150,000 người. Bỏ kiếm. Dạ 200,000 người. Bỏ chạy. Thì Phật nói người tu mình không khéo y chang như cái anh dục, anh lính mà sợ, nghe khó khăn rụt lui hết, không dám tiến bước. Cho nên á, mình phải biết rằng á, tại sao người đi tu xuất gia phải phủi tóc. Bởi vì cái căn bản tóc là rối rắm, là phiền não. Thứ hai là chúng ta cũng muốn sống cuộc sống giản dị. Cái gì nó không cần thiết, chúng ta phải giản dị. Thì bây giờ cũng vậy, đơn giản. Sống đơn giản, ăn đơn giản, ở đơn giản. Hôm rồi á, ngồi nói chuyện với mấy chú, thường thường chiều ăn cơm với mấy chú, mà hôm nào đông đủ, Pháp Hòa có gì nhắc, Pháp Hòa hay chờ buổi chiều. Thầy Pháp Hòa mới nói với chú, có nhiều lúc thầy ngồi thầy quán chiếu, thầy thấy có một cái điều lạ mà mình tức cười cho con người mình. Có thể một tuần lễ mình chưa hề bước lên chánh điện một ngày, một buổi, mà cái nhà vệ sinh không người nào không vô đó 2 lần một ngày. Có nhiều khi mình là người tu nè, cả ngày không bước lên chánh điện. Có nhiều khi một tụng kinh cả một cả tuần lễ mình không có thời kinh. Vậy mà cái nhà vệ sinh đó không người nào mà từ chối. Cái chỗ đó không ai một lần, phải 2 lần vào, ít nhất 2 lần vào. Bây giờ quý vị nghiệm có phải không? Thế thì đời sống con người của mình, mình bận rộn cho cái gì? Ăn, ở, vệ sinh, 3 cái đó thôi. Mà trần ai khoai củ. Nguội một chút mình cũng phiền, cay một chút mình cũng không thích, mặn một chút mình cũng la, vân vân, đủ thứ hết. Thật sự nha, những cái đó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta là người có tu thì chúng ta sẽ nhìn lại. Bởi vì cái trách nhiệm quan trọng của người tu là gì? Là phải nhìn lại mình, phản quan tự kỷ bổn phận sự. Đó là câu nói của một thiền sư Việt Nam chúng ta.
phản quan tự kỷ bổn phận sự. Phản quan tức là soi lại, tự kỷ là chính mình, bổn phận sự là đó là phận sự của mỗi người chúng ta. Chờ một hôm mà Pháp Hòa thấy à, ngộ ha, cái nhà đó mà không vô chết chắc à. Cho nên Pháp Hòa mới thật sự mà nói vậy là Pháp Hòa rầy mấy chú vấn đề vệ sinh, chùi rửa thôi. Nhiều khi đi nhưng mà lười chùi rửa, clean up, dọn dẹp. Thì Pháp Hòa mới nói cái chỗ đó là cái chỗ ngày nào mình cũng vào, cho nên không thể để bừa bãi dơ dái được. Nhiều khi mình cũng có lỗi không? Mình là Phật tử mà nhiều khi cả ngày mình không gặp Phật, cả tuần mình không gặp Phật. Nhưng mà ngày nào mình phải vào đó. Rồi xin lỗi, nhiều khi mà gấp đi quá mà bước vô trong đó, cái mùi nó khủng khiếp quá, cũng phải dẫn thần thông ngồi trong đó. Có không? Có chứ. Thưa đại chúng, những lúc như vậy Pháp Hòa không có phiền hà vậy, mà Pháp Hòa quán chiếu để mình tu. Thì Pháp Hòa quán chiếu là bây giờ nè, cái chỗ nó hôi vậy nè, mà bây giờ mình cũng muốn gấp, mình gấp lắm nè, không lẽ vì cái hôi này mình không chịu đựng nó, thôi nín thở, miễn sao nhẹ bụng tốt. Không, nhiều khi mình tu là mình phải, nhiều khi mình chịu đựng được một chút như vậy để mình được một cái gì đó. Những lúc Pháp Hòa, thật sự Pháp Hòa thưa với đại chúng, cái tu của Pháp Hòa nó trong hàng ngày vậy đó. Đi vô những cái nhà vệ sinh công cộng đó, rồi người mình bước vô một cái chỗ mà hai ba người người ta đã dùng rồi, cái chỗ đó nó quá hôi mà không có cái gì để mà mình chịu đựng. Rồi thậm chí quý vị đi trên đường đi, quý vị đi vào những cái chỗ nó kêu là cái rest area, ai ở đó đâu mà clean up hà rầm thường xuyên. Trời ơi, nhiều khi mình bước vô luôn cũng nhắm mắt nhắm mũi, nhưng mà cuối cùng chỉ vì một chuyện thôi, xả trong người mình ra cho nó nhẹ, còn mấy kia không quan trọng. Nhiều lúc cũng là tu và quán vậy. Những lúc ở trong đó giờ sao? Tu thiền ngay tức khắc. Cho nên cái chữ tu thiền không có nghĩa là mình ngồi trên tọa cổ bồ đoạn. Rồi thậm chí nhiều khi xin lỗi, mình đi vệ sinh xong có ai dám nhìn không? Có ai dám đứng đó coi ngửi gì không? Vậy mà trước khi nó thành cái đó, mình để trên bàn dành với nhau, giận hờn với nhau. Nhưng mà qua khỏi cái cuốn họng mình rồi thì đó, cái ngon, cái gì mà nãy chúng ta nói đó. Cho nên cái bài kệ mà đi vệ sinh đó, không dơ cũng không sạch. Bây giờ quý vị hiểu được Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình quán sao chưa? Cái gì sạch, cái gì dơ? Để trên bàn thì mình gọi là sạch, rồi qua khỏi cuốn họng thì mình gọi là dơ. Rồi hồi nãy thí dụ như bây giờ quý vị nhìn, lấy cái tay mình nắm cục xôi lên bỏ miệng ăn, nhưng mà hãy người ta kêu cầm gì, dạ không được, tay em dơ. Còn sao dơ? Hồi nãy mình cầm cục xôi lên mình gọi là sạch, mà vừa cục xôi vô thì biểu mình cầm cái tờ giấy thì cầm gì, nói dạ không, tay em dơ. Vì cái dơ cái sạch đó cũng mình hết à. Rồi quý vị xin lỗi đại chúng, mà mình đi ăn nhà hàng, tại vì mình không có vô bếp cho nên người ta làm gì mình đâu biết, mình chỉ ra bàn này mình ăn mình thấy ngon thôi. Cho nên cái gì mình không thấy khuất mắt mình, cái mình cho nó cái tên đó. Khi mà mình quán chiếu, mình thấy như vậy thì cuộc sống của mình nó nhẹ vô cùng. Ngay cả những đứa nhỏ nó tới chùa đây cũng vậy. Nó tới đây nè, nó ở đây với mình 10 ngày đó. Quý vị cũng đừng có bắt buộc là tại sao nó không thế này, không thế kia. Nó không phải là mình. Nó chịu đi với mình vô đây nè. Nó chịu theo ba, theo má, theo ngoại, theo nội, nó vô đây nó ở 10 ngày là mình cũng phục nó rồi đó. Nó chịu vô đây mà nó ăn chay suốt 10 ngày với mình đây nè. Mỗi ngày ba cử cộng lại nó hết chín mấy chục buổi.
mà thường ngày ở nhà sáng chiều mà ăn như vậy là nó đã rên rồi. Rồi ở nhà nó đó, nó tivi mỗi ngày, nó game giết mỗi ngày. Bây giờ nó vô đây á, nó giảm những cái đó. Cho nên mình nhìn chúng sanh á, và mình cũng thấy được rằng mỗi căn cơ chúng sanh ở cái độ tuổi đó, cái trường hợp của nó được vậy là mình hoan hỷ rồi. Bây giờ ai đã từng tới Tây Thiên tu của 15 năm trước, và quý vị sẽ thấy rằng 15 năm sau nó có khác không? Thôi bây giờ đừng có nói chi, bây giờ chỉ cần mình nhớ là năm nay mình như vậy, chừng 2-3 năm nữa rồi mình cũng sẽ thấy nó có những cái nó khác hơn. Ồ thì mình mới thấy cái người mà người ta đang rên, thì 3 năm sau mà chỗ người ta vẫn rên, mà nó trời ơi vậy là sướng lắm rồi. Hồi cái thời tôi đi là không được vậy đâu. Giống như ở bên hồi đó qua ở làng Mai với mấy thầy, bây giờ qua thấy mấy em có phòng nè, có sưởi đàng hoàng, có giường ngủ đàng hoàng. Còn cái hồi Pháp Hòa ở bên đó, ngủ trong chuồng bò, sưởi là bằng củi, ban ngày đi lượm củi về, củi mục trong rừng, về chất đống đó. Tối trước khi đi ngủ đốt cái lò lên, đầu hôm nó nóng như cái lò bánh mì. Nửa đêm lửa nó tàn, đá mà đá người ta làm chuồng bò bằng đá chất, đá cục cục mà người ta chất lên đó. Quý vị biết mùa đông mà cái hơi lạnh trong đá nó ra là cỡ nào. Nhà vệ sinh nó đâu có gần đâu, đi xa. Pháp Hòa nhớ thầy Tịnh Mãn nè. Thầy Tịnh Mãn là Pháp Hòa với thầy Tịnh Mãn là anh em bạn là từ năm 95 tới giờ là bao nhiêu năm? 20 năm không? Những ngày đầu mà anh em gặp nhau trong một cái khóa an cư khiết đông đó, và thấy là có hồi đó thầy có cái bệnh là hãy ra mà nửa đêm mà thức dậy mà đi vệ sinh mà ra trời lạnh là thấy vô thầy tỉnh queo, thầy không ngủ lại được. Mà những cái năm tháng đó sống rất là vui, ăn thì thiếu, ngủ thì cực. Lúc nào cũng đi ngoài đường trời lạnh suốt. Tại vì thiền đường nó cách, ví dụ như đây thiền đường tuốt, kia nhà bếp tuốt, nọ phòng ngủ, cả ngày cứ đi ở trong đất. Cũng giống như bây giờ mình vậy đó, từ thiền đường qua phòng, từ phòng qua nhà bếp vân vân. Nhưng mà mình không thấy những cái đó là gì hết, tại vì mình rất hạnh phúc vì mình tới đây mình được gặp nhau, mình được tu học. Quý vị biết là sáng nào cũng ngồi thiền, mà cái người nào chịu trách nhiệm lo thiền đường là phải thức từ 4 giờ sáng để đi lên đốt củi, đốt lò, đốt cho nó ấm thiền đường rồi đại chúng mới vô ngồi được. Còn bây giờ khỏi, sưởi chạy. Cho nên nhiều khi á, hôm trước cái Pháp Hòa mới lo là cái pháp xá nó ngộp. Hỏi cái ông thợ, ông nói yên tâm, ông có làm AC, đó là air. Rồi nhờ cái air đó nó circulate, giống như cái quạt ấy, nó cứ đánh ở trên vậy đó. Cái quạt đó không phải là cái quạt máy, nó không phải là cái quạt cho mình mát, mà cái quạt đó nó điều hòa. Tại vì nó cao thì cái hơi sưởi nếu mùa đông, hoặc là cái máy lạnh đó nó cứ bốc lên vậy, thì cái đó nó đánh đều để nó làm cho cái phòng đó đều hết, không có cái sự nực nội, không có sự ngọt ngạt. Cho nên mình xuất gia là có xuất gia rồi đó, thọ giới là cũng có thọ giới rồi đó, và gì nữa, đắp y là cũng có đắp y rồi đó. Nhưng mà mình làm đủ ba cái nghĩa đó không? Xuất gia là theo cái nghĩa là mình cắt tóc đó, giảm phiền não, cắt bớt phiền não, phủi sạch đây còn chưa chắc, cắt chứ huống chi nhát có ba miếng. Chứ không rồi đi bên Âu Châu, cái buổi giảng cuối cùng ở Na Uy, có Phật tử hỏi
Viết giấy hỏi Pháp Hòa chứ người đi xuất gia cái gì khó nhất và cái gì dễ nhất? Pháp Hòa trả lời gọn thôi: cạo đầu dễ nhất, cạo tâm khó nhất. Mình cạo cái đầu đâu có mấy phút đâu, nhưng mà cạo cái tâm là một quá trình. Bởi vì cái tâm của mình là nó đụng đâu là nó nổi đó. Trời ơi, mà nó thích cái rồi nghe nó tha thiết lắm, mà nó không ưa rồi cái nó cũng thiết tha lắm. Thật thứ mình tại sao phải tu tâm? Tại vì mình sống với cái tâm vọng nhiều hơn cái tâm chơn, chứ phải tu nó. Tại sao phải dưỡng tánh? Bởi vì cái mà nó lành nó thiện mà không dưỡng là nó mất. Cho nên bây giờ mấy đứa nhỏ nó vô chùa đó là mình đang dưỡng nó đó. Bởi vì nó là những đứa mà bây giờ là mình thả nó ở nhà là nguyên suốt 10 ngày là không có bệnh nhà là nó chơi game nè, nó đi với bạn nè. Bây giờ nó vô đây á, cho dù nó chơi nửa ngày ít nhất mình cũng vớt giác lại được là gì, nó tu nửa ngày. Các bạn nói ví dụ vậy đó. Có nhiều khi mình thấy cứ đi tới lui thấy nó ăn, thì tới lui thấy nó ăn, nhưng mà suy nghĩ lại cái bụng nó chưa quen đồ chay, nó ăn nó mau đói. Thì thôi, thì bây giờ Pháp Hòa hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng không phải chỉ để giảng, nhưng mà làm bổn phận của một người mà quý vị tin tưởng quý vị đến đây tu chung, thì Pháp Hòa lúc nào năm nào cũng phải có cái bổn phận là chia sẻ nhắc nhở. Tại vì mình tu là trong cái lục hòa của mình có cái thứ sáu là gì? Câu này nó có cái gì gọi là giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Cái gì lợi lộc vật chất người ta đem đến cho mình chia ra, lợi hòa đồng quân. Mà giới hòa đồng tu là nhắc nhở với nhau tu cho miên mật. Cái tâm của Pháp Hòa là chỉ mong muốn đại chúng một điều, làm sao đại chúng đến đây quý vị tốn hao rất nhiều thì nhớ là đi về phải làm sao bồi đắp. Cái chữ bồi đắp, quý vị tốn cái khác nhưng mà phải bồi đắp lại cái khác. Còn nếu không thì đi thì tốn hao, về thì hao tốn. Tốn hao tiền của, thời gian, sức khỏe, về tới nhà hao tốn gì? Hao tốn cái tâm lực của mình. Không chừng mình ở nhà vậy mà không phiền não, tới tu 10 ngày xong về phiền não quá, buồn người này phiền người kia, không thích cái nọ, không thích cái kia, nó uổng lắm. Mình đã rửa sẵn một cái ly để chuẩn bị đựng một ly nước uống, thì hãy lựa cái nước nào mà nó bổ dưỡng cho mình để uống một lần. Tại vì đựng cái khác vô đổ ra là nó dơ rồi. Cho nên thấy quý bác á, có những bác năm nay là 80, 80 mấy hơn rồi, có những vị là lên tới hàng 90 rồi mà vẫn đến đây với đạo tràng. Mình thấy thí dụ bây giờ mình người khỏe nè, mình không chấp nhận những cái khó, mình nói trời ơi, thấy mấy bác nè đó, thấy mấy bác già mà về mình trẻ mình không chấp nhận được, mình út dột quá. Người già tự nhắc trời ơi, cuộc đời này cái gì mà mình chưa hưởng, chỉ có cái cực vậy chưa thôi nè. Sao giờ có cơ hội hưởng. Như là cái pháp xá đó, Pháp Hòa nói là năm nay là năm đầu tiên, quý vị thấy không, cất pháp xá xong quý thầy còn chưa được vô, mà quý thầy chưa ai được vô đó hết, thầy viện chủ cũng chưa vô đó ngồi chút nào hết, Pháp Hòa cũng chưa có, chỉ có đi vô dọn dẹp clean up thì có, chứ còn chưa được vô đó nằm relax. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn thưa là đại chúng chịu khó
khắc phục những khó khăn. Thời tiết cũng là một nè. Cho nên là để cho em bớt được những cái chuyện gọi là mắng vốn, mất dép, mất y, mất áo. Năm nay là không có ăn bát là đỡ vụ mất bát. Quý vị mỗi người mình một tay, mình giúp cho cái đạo tràng của mình nó ổn định. Không khéo là cứ đi xà vòng, cứ giải quyết hết chỗ ở, tới giải quyết tới chỗ ngồi, cái đó hết 10 ngày. Nó không đi vô cái đề tài chính của mình muốn. Cái mình muốn chính là đến đây tu học. Rồi bây giờ cứ bận rộn, dời chỗ này, dời chỗ kia hoài. Giữ gìn cái mình ý thức được. Mình ý thức được cái chung, thì tự nhiên mình sẽ bảo vệ. Mình hộ trì. Cho nên mỗi lần đắp y lên thôi, y này y nhẫn nhục, nhẫn hoàn cảnh, nhẫn con người. Hoàn cảnh nào cũng được, con người sao cũng được. Tưởng tượng một gia đình mà 800 chị em, ở ngoài đời số 8 là ta sợ muốn chết rồi. Sợ bà 8, sợ ông 8. Vô đây tới 800 thì đâu phải là chuyện bình thường, phải không? Cho cố gắng. Hôm qua Đa Pháp Hòa rất muốn thỉnh một sư bà trong chư ni, bởi vì bây giờ nhìn lại đại chúng đây là nữ nhiều hơn nam, mà quý vị phải hãnh diện là mình là một người nữ và có được những bậc tôn trưởng như quý sư bà, quý ni sư. Pháp Hòa rất muốn thỉnh sư bà có vài lời với đại chúng để nhắc nhở, để mà quý vị cũng tự hào rằng trong giới nữ của mình cũng có những bậc đặc biệt như các bậc ni sư, sư bà. Tối lại Pháp Hòa gặp sư bà, Hòa thưa sư bà, nói được, sư bà sẵn sàng. Rồi mình sẽ sắp xếp thỉnh sư bà lên thăm quý vị một buổi. Thật sự là nhiều khi quý sư bà không có giảng gì đâu, chỉ nhắc nhở thôi. Tại vì sư bà là người hiểu quý vị nhất. Sư bà là người hiểu quý vị nhất. Sư bà đã trải qua một bao nhiêu năm tu hành, chuyển hóa bao nhiêu cái tập khí của người nữ, thì sư bà có nhiều kinh nghiệm để nhắc nhở cho mình hơn nữa. Hôm qua nói xong sư bà nói, trời ơi thì thầy nhớ rồi, trong kinh nói đó, bọt bèo không à. Ý nói là nổi lên cái nổ, nổi lên cái nổ. Vì vậy mà tại sao người nữ người nam 7 lần đi xuất gia, người nữ chỉ một lần, cái đó không phải là chèn ép, nhưng mà để khuyến tấn cho mình cho chắc. Bởi vì cái người nữ nó khổ một cái là gì? Tâm thì dễ phát nhưng mà khó trụ. Quý vị để ý không? Mình dễ phát nhưng mà khó trụ. Thấy gì cũng muốn ha, tôi thích, nhưng mà trụ yên chỗ không có. Cho nên gọi là mình dễ phát tâm nhưng mà khó trụ tâm. Mình dễ thương nhưng mà cũng dễ ghét. Thấy thương ghê vậy đó. Qua ngày hôm sau thấy phát ghét à. Cho nên là mình là người dễ khởi tâm nhưng mà khó trụ tâm. Dễ phát tâm nhưng mà khó duy trì. Đó là lý do tại sao nói như vậy, để cho mình có một cái dứt khoát. Cho nên mình cũng là một cái người trượng phu đó. Một người trượng phu dám hy sinh. Cho nên quý sư cô, quý vị sư cô mà đi tu đó là một cái hy sinh lớn đó. Thường người nữ là mái tóc, trang điểm, mà quý sư cô bỏ hết, dám cạo đầu mình đi tu,
dám sống một cuộc đời đơn giản, thì quý vị thấy rằng đâu phải bình thường. Phải có cái dũng lực lắm mới làm được việc đó. Và quý vị có thấy là người nữ tình cảm ướt át không? Cũng dễ khóc, dễ sầu, dễ thương. Mà thắng được những cái tình cảm đó để vẫn duy trì được cái bước đường tu của mình thì không phải chuyện dễ. Do đâu mà được như vậy nếu không có cái nguyện lực thâm sâu? Cho nên thưa đại chúng, nhiều lúc đó, không phải là không mệt mỏi đâu, mệt mỏi lắm. Nhưng mà không phải vì mệt mỏi mà muốn bỏ cuộc. Ngày hôm qua là đêm duy nhất Pháp Hòa được ngủ 2 giờ, 2 tiếng. Sau 3 đêm thức. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi vô ngủ là 2 giờ. 4 giờ là một thượng tọa tới. Pháp Hòa phải thức. Rồi là 4 giờ là Pháp Hòa đã có mặt rồi. Sáng nay lên tụng kinh với đại chúng. Lúc mà sắp xếp và quý thầy nói Pháp Hòa phải lên khai pháo. Ngày đầu tụng kinh đó. Sáng phải lên tụng kinh. Xong sáng hôm nay á là sắp thầy Thiện Xuân. Thầy cũng không chịu, thấy nó không? Tôi ban đêm mà. Đó, thì mình giờ mang chữ thích thì chịu. Thôi giờ thầy thích tối thì để thầy tối. Pháp Hòa phải ra buổi sáng này. Chứ buổi tối, Pháp Hòa định là buổi tối để mình có nhiều thời gian mà làm việc. Rồi tối ra sinh hoạt. Còn thầy nói thầy muốn buổi tối thì Pháp Hòa ra buổi sáng. Nhưng mà mình làm cái gì cũng được hết à, thì không có khổ. Và không hề có một chút gọi là thối chí nản lòng gì. Nhưng mà đôi khi quý vị biết mình đôi lúc mình mệt mỏi từ cái thể xác. Và khi mà có những cái chuyện nó đến với mình là toàn là những cái chuyện nó không có cần thiết. Nó rất là nhỏ nhẹ. Và lẽ ra là mình là người tu tới bữa nay rồi là búng cái đó là nó văng rồi, mà tại sao nó còn dính? Thoáng buồn chút vậy thôi. Lúc đó chỉ hỏi ơi tiếng vậy. Cho nên nhiều khi mình, bây giờ mình phải tập. Chính bản thân mình phải tập. Những cái gì nó đến với mình tự nói với mình. Không lẽ mình tu tới bữa nay rồi mà cái này mình còn bị. Thì tự ra mình búng cái đó ra. Chứ mình không có thần thánh gì đâu. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường thưa với quý vị, tu không phải để làm Phật. Không cần. Tu để trở thành một con người thấy rõ mình thôi là đủ rồi. Làm Phật. Bây giờ thấy mà thật sự ra khi thấy rõ mình là Phật rồi chứ gì nữa. Tại vì Phật nghĩa là giác, là tỉnh, không mê. Khi mình thường sống với cái tỉnh, mình không mê thì mình là Phật. Nhưng mà thì mình nói nó xa quá phải không? Và tu chỉ cần làm một con người thấy rõ mình. Cho nên mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Ngồi thật yên chính là ngồi thiền đó. Ngồi cho thật yên để thấy rõ mình. Thường thường mấy đứa nhỏ nó đi tu học á, Pháp Hòa hay hướng dẫn cho mấy em một việc là nên hạn chế sự nổ bùng khi mình bực tức. Tiếng Anh nó gọi là explode, nổ tung ra. Nhưng mà nó có cái từ thứ hai là nên bày tỏ, tức là express. We should learn express more than explode. Tại vì khi mình express nghĩa là mình đã có lắng rồi, bắt đầu mình mới biết mình phải trình bày cái gì. Còn hở chút mà nổ thì mình chưa có thời gian. Cho nên trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Bài kệ đề máy xe trước khi đi. Và bây giờ ai đi xuống thì lên cầu thang như vậy. Hôm rồi Pháp Hòa định làm cái bài kệ sắp dép đó, đang viết mà. Đại khái Hòa nhớ là khi dùng đôi dép xong
hay là gì đó mà để lên kệ rồi ngăn nắp đó, đôi dép ngăn nắp được, cuộc đời mới thành công. Cho nên nhiều khi mình đi tìm một cái, đi sắp đôi dép mình chưa làm được. Mà mấy cái chuyện đó là Pháp Hòa rầy mấy chú nhà hoài thôi. Mang cái áo, sắp đôi dép. Nhiều khi Pháp Hòa cứ nói mấy đứa là bực thầy lắm, là tại vì lúc nào thầy cũng ở làm sao, chuyện lặt vặt, mang áo, chỉnh giày, đại khái vậy đó. Nhưng mà Pháp Hòa mới nói á, tụi con không làm á, thầy sẽ làm, tại vì thầy thương. Giống như ba mẹ thương mình là ba mẹ làm cho mình. Thầy chưa bao giờ đem cái tài của mấy đứa mà so với thầy, tại vì ở trên đời này mình tài có người tài hơn. Nhưng mà cái mà thầy đang dạy mấy đứa là không phải là ở cái tài năng, cái mà thầy đang dạy là cách sống. Con người mà giỏi cỡ nào mà cách sống không có biết cách thì cũng dễ bị người ta ghét lắm, và từ từ trở thành ra cô độc. Vì tài mà không có cái hạnh, cái cách sống. Cho nên Đức Phật là người có đủ hai thứ, phước và trí. Hay là mình có cái tài và mình có luôn cái hạnh. Người giỏi mà có cái hạnh thì cái hạnh nó nuôi mình. Cái hạnh nghĩa là gì? Là cái đức hạnh. Thí dụ như khiêm cung, lễ độ, những cái đó là cái hạnh đó. Mà hiếm người nào có. Tại vì thường thường người ta giỏi là người ta phải tự hào. Cho nên cái lời khấn nguyện vậy đó. Năm nay có một Phật tử design cái gì đó, cái name tag, tự một vị Phật tử design đó, làm xong rồi gửi mẫu cho bà xem đó, rồi in cúng dường. Nguyện cho con đi mãi không dừng lại nửa đường, đến tuyệt đối yêu thương tâm đồng tâm chư Phật. Nhưng mà hai câu đầu là đủ rồi. Nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường, nếu mà mình nguyện được như vậy thì mình đi tới nơi tới chốn nó dễ, tại vì mình thấy cái chỗ mình muốn tới rồi. Cho nên những cái này chuyện nhỏ, cũng giống như ngồi trong chiếc máy bay suốt mười mấy giờ đồng hồ chỉ vì mình muốn tới chỗ nào. Quý vị biết chuyến đi ở Âu Châu vừa rồi hôm qua cũng cực lắm. Vì có những buổi mình nói chuyện suốt một ngày rồi, vừa xong một cái rồi là ra xe đi 5 tiếng đồng hồ để tới địa điểm thứ hai. Mà có những ngày 2-3 thời liên tục, mà mỗi thời là phải 1-2 tiếng đồng hồ ít nhất chứ không có dưới. Vậy mà liên tục suốt 5 tuần lễ. Mà những lúc Pháp Hòa mệt như vậy, mà chỉ cần bước ra mà thấy đại chúng hoan hỷ, tự nhiên cái mệt của mình quên hết. Pháp Hòa nhớ có một bữa mà nói chuyện ở hình như cái vùng gọi là vùng Munich cái gì đó, sắp sửa ra rồi mà nó chóng mặt, chỉ còn nằm thôi chứ không có đứng được nữa. Mà giờ ở ngoài này mình muốn xin 5 phút để nghỉ, mà ở ngoài này bon 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 thỉnh thầy rồi niệm Phật vang trời hết rồi là nằm sao, là phải ngồi dậy. Mà đi ra ngồi vô cái chỗ đó rồi chừng 5 phút sau đã dậy thôi, sao còn ra, mình tưởng đâu được lên giảng. Ổng đưa nhang nó thỉnh thầy nguyện hương tụng kinh thế là phải hướng dẫn thời kinh nữa. Nhưng mà làm trót lót hết. À đúng rồi đó. Cô trả lời cô nói tại cái nghề. Ở đây có ai mà không tụng kinh mà thèm mà ghiền không ha? Có nhớ không? Thí dụ như mình tụng kinh mỗi ngày rồi cả tuần, có một lúc nào đó mình bận rộn mình không có tụng kinh một tuần lễ, mình nhớ thiệt là nhớ, có không? À, có đó ghiền tốt rồi đó. Đó là tập khí tốt. Tập khí tốt.
Cho nên ví dụ mỗi năm mà đến mùa hè mà nôn nao mình ghiền đi khóa tu là biết tập khí tốt rồi đó. Cho nên nhiều Phật tử ở đây mà biết là canh giá dữ lắm. Giá rẻ mua đi tu. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin thăm đại chúng ha. Buổi sáng này thì coi như là cũng còn trong những ngày đầu của khóa tu. Thì những cái bài giảng thuyết sẽ là những cái bài của các vị giáo thọ. Riêng phần Pháp Hòa thì không có giảng thuyết gì cả. Lên đây thăm đại chúng sau mấy ngày quý vị ở đây thì nhắc nhở thêm để cũng như là khuyến khích đại chúng chịu khó, và đồng thời thật sự thì cũng như là một lời sám hối với đại chúng khi mà không thể lo cho đại chúng đầy đủ hơn nữa. Coi như sức của mình đã tới đó thôi. Thì nếu có những cái gì không có phải thì mong đại chúng lượng thứ cho. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Và đại chúng, hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu rồi. Thời gian chúng ta còn lại chỉ 8 ngày. 8 ngày mà trừ một ngày lễ Vu Lan bữa 7 Tây là coi như còn 7 ngày. 7 ngày trừ ngày 10 Tây cuối cùng ngày có nửa buổi là coi như còn có 6 ngày. 6 ngày mà trừ một ngày nửa ngày thứ 7 nữa là còn có 5 ngày. 5 ngày mà trừ mấy bữa ăn nữa. Mấy bữa ngủ. Rồi vòng vòng đi kiếm dép. Kiếm y, kiếm đồ. Thì thật sự mà cái thời gian mà thật sự mà chúng ta ngồi yên, mà chúng ta tĩnh lặng, mà tu không có bao nhiêu ngày. Phải không? Cho nên ráng. Thôi thì cũng nhắc lại cái câu cũ phải không? Buồn nào rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ tới mỗi ngày. Là mai sau dù có sao đi nữa, cho dẫu có sao cũng chẳng sao. Thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền.